Em cũng chạy qua được 4 mối tình. 4 mối hả? Dạ. Rồi 29 tuổi mà 4 mối cũng khá rồi nha. Dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Là gần 2 năm ạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Chắc cũng được 3-4 tháng. Em chỉ có một mối tình thôi, là thời em còn đi học. Ừ. Rồi với cả em có một cái tính là khi em đã yêu rồi là em lụy á. Lụy hả? Lụy tình hả? Đúng rồi. Em tên là Quang Phúc, năm nay 29 tuổi, quê ở Quảng Trị, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh này. Phúc làm gì thành phố Hồ Chí Minh Phúc? Dạ em đang làm là bên ngành thiết kế và trang trí nội thất. Kiến trúc sư á hả? Dạ. Rồi chào nhà trai nha. Bây giờ thì xin mời đến phần giới thiệu của nhà gái. Em tên là Nguyễn Ngọc Giang Thanh, em 29 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy cưng? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp. Rồi. Phúc ở đâu Phúc? Dạ em ở Tân Bình ạ. Tân Bình, sát bên. À, hai bạn là cùng tuổi luôn đó. Rồi bây giờ thì cha cho nhà gái biết về ưu điểm khuyết điểm đi Phúc. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, nhiệt tình, năng động và dễ hòa nhập. Còn nhược điểm là của em là trí nhớ hơi dở. Em làm trang trí nội thất lâu chưa? Dạ em làm thì bắt đầu từ 2014 đến bây giờ. Em buôn bán hay là em sản xuất hay là... Dạ bên em sản xuất ạ. Em sản xuất luôn? Dạ. Là công ty của em hay là công ty của... Dạ thì em mới ra làm riêng là khoảng 2 năm nay. À tức công ty của em luôn? Dạ đúng. Hay rồi. Quá, giỏi, chúc mừng quá. Luôn. Giám đốc trẻ ha. Còn mời nhà gái chúng ta thì có ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và tự chủ và tự lập. Còn khuyết điểm của em là em hơi bảo thủ và nóng tính chút xíu. À, cái bảo thủ đó nó cũng nguy hiểm lắm đó nha. Dạ. Đó, nhà gái của chúng tôi đơn giản vậy thôi ạ. À. Không có cái gì... Đường tình duyên nhà trai sao? Dạ, em cũng trải qua được 4 mối tình. 4 mối hả? Dạ. Rồi 29 tuổi mà 4 mối cũng khá nha. Dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Là gần 2 năm ạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Chắc cũng được 3-4 tháng. Tháng. Mối sâu sắc nhất là mối gần 2 năm. Rồi sao chia tay? Cũng trải qua một chút sự cố và giữa gia đình với lại cái cảm giác mà yêu lâu mà không có sự làm mới á. Nên nó sẽ bị lạnh nhạt. Yêu lâu quá mà nó cũ quá luôn đúng không? Dạ. Không có làm mới. Mà lý do lỗi do ai không làm mới? Thì thật sự là lỗi do em là chủ yếu. Ừ. Tại vì em không có kiểu mà... không có cập nhật, không có tự update bản thân mình lên nên cái sự nhàm chán nó nó cũ kỹ quá ha. Dạ. Có lẽ là em hơi khô khan trong tình yêu. Dạ. Rồi bây giờ ướt át chưa? Dạ thì trải qua một vài mối tình như vậy nên em cũng rút được kinh nghiệm là để mình thay đổi mình hơn, để hoàn thiện hơn cho những phần đường còn lại. Đúng rồi, bởi vì em làm sản phẩm là trang trí nội thất, em luôn luôn làm mới để vừa lòng khách hàng. Tại sao không làm mới tình yêu để vừa lòng người yêu của mình? Dạ. Đúng không? Đó là một trong những cái khuyết điểm mà mình nhận ra được. Thôi bây giờ là thay đổi ha. Dạ. Đó. Nhà trai tôi sẽ làm mới. Rồi, hứa nhà hứa là phải làm nha. Tình yêu nó luôn luôn mới nhưng trang trí nội thất hiện đại vậy đó. Thậm chí đẹp hơn trang trí nội thất nữa. Rồi nhà gái thì sao? Đường tình duyên của em như thế nào? Em chỉ có một mối tình thôi. Là thời em còn đi học. Ừ. Rồi với cả em có một cái tính là khi em đã... yêu rồi là em lụy á. Lụy sao? Hả? Lụy. Lụy nên... tình hả? Đúng rồi. Lụy được mấy năm? Cũng không lâu đâu ạ. Tại vì ý là một khi đã yêu thì là lụy. Với cả mối tình đó kéo dài được 2 năm, em yêu là em sẽ lụy. Cho nên là em cảm thấy là một khi em đã lụy rồi thì em sẽ không làm việc được gì hết. Từ đó trở đi là em tập trung vào sự nghiệp của mình. Cái mối tình đó em lụy tới mấy năm? Quen nhau 2 năm nhưng mà lụy chắc tầm 2-3 tháng rồi ạ. Là giải quyết xong vấn đề. Vậy là lụy chưa? Vậy là lụy chưa? Em cũng không biết là lụy chưa nhưng mà tại vì mình ở trong trạng thái đó mình không làm việc được. Hai đứa này cũng yêu 2 năm, nó đem mối tình 2 năm. Có khi nào mở ra hai đứa nó? Hai đứa đã từng yêu nhau. Đã từng yêu nhau 2 năm xíu liền á. Cũng có khi á. Thiệt. Biết hồi hộp quá nè. Bạn trai cũ em tên gì? Thật ra là mỗi một mối tình nó có một màu sắc khác nhau, có một trạng thái khác nhau, có một cách xử lý khác nhau, không có mối tình nào giống mối tình nào cả. Chị là không mạnh mẽ được như em rồi, chị tới 5 năm rồi, chị lụy 5 năm nữa đó. 5 năm luôn hả? 5 năm đó. Quá dữ. 5 năm không dám mở Facebook luôn á, là biết tới cỡ nào. Em bây giờ muốn tìm một cái mối tình mà có thể nắm tay đi suốt cuộc đời luôn đó. Dạ. Với cái tiêu chí thế nào? Và ngoại hình thì chắc xinh đẹp như chị Ngọc Lan là như quá chị tuyệt vời. Lan. Về tính cách thì năng động, vui vẻ. Ừ. Dạ, còn cái điều em không thích là cọc tính. Thôi thôi. Em diễn tả cái nào không có chị trong đó luôn á. Cái nào cũng có luôn á. Xinh đẹp cũng có chị nè.
dịu dàng, dễ thương nữ tính cũng có chị nè, mạnh mẽ cũng có chị nè, cọc tính cọc tính có chị luôn. Dữ lắm. Chị báo cho em nghe là cô gái bên đây rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn chị. Dễ thương lắm, nó có cái nét gì đó nó thu hút lắm. Có điều gì em không thích ở người con gái không? Về cái mối quan hệ không rõ ràng, mập mờ ha. Trên tình bạn gian gian dưới dưới mập mờ đó hả? Cô bên kia lụy tình mà có sợ đâu em? Sợ gì? Cô yêu là yêu hết mình luôn đó. Rồi đó, chị Lan nói chuyện với cô gái của chúng ta nào. Cô gái này dễ thương nha. Sao bây giờ mẫu hình về người đàn ông của em như thế nào nè? Thứ nhất là em có mấy người gầy, thứ hai là chín chắn và trưởng thành, và quan trọng nhất là chân thật. Em thích ở một người đàn ông là một khi em đã nể thì em sẽ thích. Nể phục đúng không? Dạ đúng rồi. Em có thể cụ thể được không để bên kia dễ hình dung được? À, nể về tư duy á chị. Đâu về đóng cho cái giường đẹp đẹp rồi thấy nể đó, đó là tư duy là nó mỹ rồi. Ok. Ngon. Ta kiến trúc sư mà đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, để tôi hỏi nhà gái. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi một mình chị. Rồi có chị Lan. Phúc đi với ai Phúc? Dạ đi với em họ. Em họ hả? Dạ. Rồi chào em. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào chương trình, em chào chị. Em là Trâm, hiện tại em là em gái của anh Phúc. Em thấy chị rất là duyên dáng, dễ thương, và hơn hết là chị có một cái sự tự chủ á. Chị rất là bản lĩnh, tại vì qua cách nói của chị thì em rất là thích. Anh trai của em thì tình cảm nhưng mà đôi khi nó hơi khô á, thì em sẽ nói anh em là sẽ xúc mướt hơn một chút xíu. Còn về giữa hai anh chị thì em thấy có cái tướng rất là phu thê. Dạ, có cái nét đó giống nhau, thì em cũng mong muốn là mọi người, hai người cho nhau cơ hội á, tìm hiểu một cái thời gian nào đó để mình tiến tới xa hơn. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhà trai. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi chàng kiến trúc sư. Hôm nay anh có món quà tặng em. Anh có thích đọc sách không? Tại vì em thích đọc sách cho nên em sẽ tặng cho anh quyển này. Rồi anh cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Em xem thử món quà của em có. Body mist. Em cũng không biết là người mới thì em cũng không biết là sẽ thích cái món quà gì, nên sự lựa chọn là cái món quà là phổ biến nhất cho những chị em. Dạ cảm ơn anh nhiều, thật ra em đang cần body mist. Để mỗi lần em có thể sử dụng hàng ngày thì em sẽ nhớ đến người tặng. Dạ cảm ơn anh nhiều. Xịt thử đi. Đó giờ bảo đảm chưa mua tặng ai chai này nè. Thành ra là ok. Mở nó còn lọng cộng á. Chứ mấy người mà ta tặng đã hoài. Đã trên đây ta hồi hộp thôi, chứ vụ mở mở này nhanh lắm. Okay, cảm ơn anh nhiều. Em thấy mùi hương như thế nào? Nó hơi men chút xíu. Rất là cá tính giống như em vậy đó. Ok, cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về gia đình thì em nghĩ như thế nào? Thật ra em không quan trọng việc làm dâu, cũng sống trong gia đình nhiều thế hệ rồi cho nên không có quan trọng. Nếu mà được thì mình sẽ độc lập. Còn tư duy của anh về gia đình thì anh muốn là độc lập về không gian sống. Trong việc gia đình thì anh có thể nấu ăn hay dọn dẹp, anh đều làm được hết. Và anh thích con nít. Có thể chia sẻ với anh này, tại vì em cũng đang chuẩn bị xây nhà, nếu được thì có thể thiết kế nội thất cho nhà em. Đó. Anh sẽ làm phi. Còn ví dụ sở thích của em thì? Thường em sẽ thích đi đến một nơi nào đó, tại vì công việc của em là em sẽ đi dạy từ sáng tới tối. Năm 12 tháng thì là chỉ có đi dạy 9 tháng thôi, 3 tháng thì sẽ nghỉ. Thì em sẽ dành thời gian 3 tháng đó để em relax. Còn công việc của anh thì bây giờ thời điểm này thì bắt đầu vào mùa công việc. Thì nên trẻ nhất của anh thì có thể là đầu năm. Còn sở thích của anh thì về thể thao, vào bếp. Anh giống ba em. Ba em là một người đàn ông của gia đình, và tới bây giờ không ai thay thế ba em trong cuộc đời này được hết. Tại ra không phải em không nấu ăn hay là dọn dẹp nhà cửa, mà tại vì là có người làm rồi cho nên em sẽ không làm. Thật ra anh cảm thấy cá tính của em như thế nào? Trong công việc em khó như vậy thì cũng như anh thôi. Tại vì trong công việc anh cầu toàn, đòi hỏi sự tuyệt đối nhất. Nhưng như vậy thì nó tạo ra cái điểm khó, cái khó chịu cho người khác. Tại vì mình đòi hỏi người ta phải như mình thì cũng đôi khi không được. Kể cả công việc hay là lãnh mọi thứ với em, một là một. Với em, một là một. Không có thứ hai. Phúc bước tới nắm tay Thanh. Yeah. Hát tặng Thanh một bài nào đó.
Nắm tay Thanh đi. Thanh. Ok. Nắm hai tay luôn, nhìn mặt nhau nào, đối diện nhau đó. Chắc cho nhau nghe. Chắc hát tặng em một bài của Lam Trường. Bài Mãi Mãi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi, hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây. Trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết trong lòng anh đã bao ngày, ngỡ xin lắng nghe này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều trông gai, anh vẫn em. Xin lỗi là hơi run, em hình lời. Đứng trước bạn gái run đúng không? Dạ. Được lại nào. Thật ra em chỉ có một câu này thôi. Anh về anh tự điền tiếp đi nha. Cause I love is so sweet, you are my everything. Anh biết bài đó ở đâu dạ. không? Biết không? Anh về anh tự hát thì anh tự điền vô được không? À, về tiếng Anh thì anh không giỏi như em được, nhưng anh có thể nghe nhạc để anh điền vào đấy. Okay. Rồi chúng ta về vị trí. Để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của riêng mình. Nãy giờ hai bạn đã trao đổi với nhau cũng khá nhiều thông tin. Một phần nào đó chắc có lẽ là cũng cảm nhận được đối phương là người như thế nào, và đối phương có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không. Yeah. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là nhắm mắt lại, cảm nhận lại hết tất cả những gì đã trải qua ở trên cái sân khấu này, và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. Chuẩn bị nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cô giáo. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Chính. Đó. Rồi, em thấy cảm giác lúc này thế nào Phúc? Dạ, vui mừng và nó hồi hộp. Vui mừng hồi hộp. Còn cô giáo thấy sao? Anh thấy tay em thế nào? Tay em mềm. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt. Chính. No. Chính xin phép được hôn lên má của em. Kiến trúc sư hãy tạo nên một bản thiết kế vĩ đại. Đúng rồi. Cho cái tình yêu này. Thiết kế cho mình một cái sản phẩm về tình yêu cho nó đẹp chút xíu, yeah. cho nó sâu sắc, cho nó lãng mạn chút xíu ha. Yeah. Phúc nha. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Dạ, yeah, cảm ơn chương trình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi giữ lấy món quà này, hai đứa nắm tay đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Mời hai bạn. Em cảm ơn anh chị. Rồi, mà nó thấy dễ thương quá, lộ ổn quá thôi. Thì thôi lộ tặng bạn gái đi, chứ để vậy là thấy là mẹ là không men rồi đó. Giờ để bữa nào lộ tặng bạn gái. Bữa nào chút dở màn là gặp nè. Chào chị Cát Tường, chào khán giả. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Tấn Vàng. Họ Võ Tấn Vàng. Cái Võ Tấn Vàng luôn. Dạ. Võ Tấn Vàng bao nhiêu tuổi? Dạ em hôm nay 25 tuổi. Làm nghề gì? Em làm bên khuôn in ấn bao bì á. Bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và chào mọi người ở đây. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Luyến, 24 tuổi, đang làm kế toán ở quận 7. Sở thích của bạn là gì? Dạ sở thích của em thì thích đi làm những cái công việc mà có thu nhập thêm vào cuối tuần, giống như là đi làm phục vụ tiệc cưới thôi chị. Vậy hả? Giỏi quá ta. Tại vì công việc đó làm từ thời sinh viên tới giờ chị. Còn thời gian mà rảnh rỗi thì hay đi phượt những cái tỉnh miền Tây gần gần ở đây.
Nói về một chút xíu về cái điểm mạnh của mình. Bản thân em thì dễ sống, dễ thích nghi lắm. Ăn uống cũng dễ, rồi sống môi trường nào cũng có thể sống và làm việc được hết. Vậy thì mình cũng có những cái điểm yếu nào hay mình cũng phải bài đó luôn. Điểm yếu của em đó, nói nhiều. Ví dụ không thích gì cái đó là cứ nói thẳng, nói sổ, nói sàng ra là có nhiều người thì không hiểu tính lắm thì người ta không thích. Thứ hai đó thì rất là tin người. Người ta nói sao mình có thể tin vậy đó. Bạn là quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Phú Yên anh Nguyễn Linh ơi. Phú Yên hả? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô được gần 7 năm rồi. Gần 7 năm rồi. Dạ. Bạn trai? Dạ em quê Bến Tre. Bến Tre. Bạn lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em lên khoảng 7 năm. Cũng 7 năm luôn. 7 năm. Thì hai người hẹn nhau lên lượt á. Vậy thì từ Bến Tre đến Phú Yên nó hơi xa đó bạn trai. Bạn thấy sao? Thường người ta nói câu là yêu nhau mấy núi cũng leo à. Bao giờ tới Phú Yên chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Nếu mà có cơ hội thì em sẵn sàng về. Bạn gái bạn thích đi về Bến Tre không? Dạ Bến Tre em có nhiều bạn lắm anh. Em về Bến Tre được nhiều lần lắm. Nhiều lần mà chưa gặp anh. Dạ. Tấn vàng đúng không? Chắc anh này trốn kỹ. Vàng phải có kỹ chứ em. Để hở người ta chộp, ta chộp đâu có được. Đó giờ có người yêu chưa? 3 năm trước em có một mối tình. Quen khoảng thời gian khoảng cách 1 năm thấy không hợp chia tay. Không hợp, ai chủ động chia tay? Hình như là chắc hai bên cảm thấy là tự nói với nhau rồi chia tay. Có cãi nhau gì to tát lắm không? Cũng cãi cãi mà cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Ai cãi nhiều nhất? Nói chung là hai bên đều hết à. Đều hết. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nói về tình yêu thì em có một. Nghĩ lý do tại sao mình không tìm được bạn trai. Tại vì chị thấy em rất là dễ thương. Cái môi trường kế toán của em á thì trai thì ít, không có nhiều. Còn cái môi trường mà em đi làm thêm mấy chỗ kia thì gặp đa số làm chung với những em nhỏ hơn thôi. Em thì thích những người chững chạc hơn em một chút. Cái mẫu người đàn ông mà bạn thích là mẫu người như thế nào? Thứ nhất là phải man, là đàn ông thật sự nha. Chứ nhìn bề ngoài mà man xấu muốn mà ở trong đâu phải man là cũng không nổi. Để tóc bình thường thôi, không mà uống rồi nhìn dũi thứ này thứ kia. Nhìn sao biết chuẩn man mà không chuẩn man bạn? Đâu mà em cần là cái người đó là thật sự là đàn ông của anh. Nhiều khi có nhiều người nhìn man lắm nhưng mà thiệt sự trong cũng không có man lắm. Bạn nhìn thấy anh Linh là man không? Anh Linh có vợ có con với lại nhìn vậy là em nghĩ là chắc là man rồi đó chị. Chưa chắc. Có vợ có con chưa chắc là nha. Thế giờ cô gái bên kia có những cái yêu cầu như vậy bạn có thể đáp ứng được không? Mình đáp ứng được anh. Dạ vâng được. Bạn đáp ứng sao? Bây giờ làm sao chứng minh là mình man? Nói chung thì nếu mà có cơ hội để tìm hiểu thêm thì em sẽ chứng minh được. Bây giờ chứng minh liền, tôi phải kiểm chứng, tôi phải coi thấy man tôi mới làm mai. Đó người ta đưa ra yêu cầu vậy. Vậy em làm sao không biết mà làm sao mà em man đó. Nhiều khi em ngại đông rồi đó chứ. Đâu có sao đâu, mình man là mình không có ngại gì trơn á. Mình eo eo vậy là mình mới nghi ngờ đó. Có gì cứ nói ra hết đi. Đúng rồi đó, giống nhanh Quyền Linh vậy là mới man đó. Chứng minh bằng cách nào đây? Thôi được coi. Dạ. Thôi được coi. Bấm coi con chuột cái hay chuột đực. Vậy đó hả? Vậy là man đó hả? Dạ, đàn ông à. Không, cái cô này cô nói nhiều khi nhiều người vậy đó. Đó là đây nè. Đó, mà vẫn là không bấm vô này có con chuột nhưng mà chuột nó chuột cái. Nếu mà chứng minh vụ kia để có dịp hò hẹn đi liền. Vụ gì? Vụ kia là vụ gì? Không có chứng minh mà thì lúc đó để hai người làm gì? Không có, cái đó để chuyện riêng cho tụi em. Con trai mà đeo vòng là thấy không men rồi. Không, vòng là tại vì bà chị họ bà bán bên đồ bán phim á thì thấy dễ thương mới tặng cho em. Em tính lột ra lòi nhưng mà nó thấy dễ thương quá lột ổn quá thôi. Thì hồi lột tặng bạn gái đi chứ để vậy là thấy là mẹ là không men rồi đó. Giờ để bữa nào em lột tặng bạn gái. Bữa nào chút dở màn lên là gặp nè. Bây giờ lột là không được. Sao vậy? Cứ nhắc. Mẫu bạn gái nào bạn không thích? Gái em thích là thêm nó ăn mặc hay lè lẹt quá em thích. Lè lẹt. Dạ. Nói chung là không lễ phép người lớn em không thích. Chứ phải sạch sẽ gọn gàng, không thể gàng không thích. Dễ nhìn, thon thon là được rồi. Thấp hơn em tí, chứ phải đảm đang. Trời ơi, nhiều quá vậy. Mình lâu lâu rồi. Còn gì nữa hết đi, để hỏi qua kia. Không có cơ hội nói à, còn gì nữa? Hết rồi. Hết chưa? Dạ hết rồi. Chắc nha. Dạ chắc. Nãy giờ nghe hết cái chuẩn bạn đưa ra rồi ha. Chị thấy có men không chị? Nhiều lắm. Men không hả? Trời ơi, cái này người ta nói là để gặp em rồi ta chứng minh chứ giờ ta đâu có chịu chứng minh cho chị đâu. Nãy giờ em cảm nhận cô gái em kia là người như thế nào? Cách nói chuyện thì cũng dễ thương. Về nhà ba mẹ có khó trong cái chuyện mà chọn dâu không? Ba mẹ em thì nói chung dễ lắm. Chủ yếu là em chịu là được rồi. Chắc chắn chưa? Dạ. Dạ. Về ba mẹ ra không chịu cái là bỏ con ta đi. Chào em. Dạ. Dễ thương giống Hồng Phượng quá ha. Về Bến Tre ở không? Cái quan điểm của em là nếu mà có xác định mà quen và tìm hiểu cưới thì sẽ lập nghiệp trên này. Không về Bến Tre đúng không?
Sau này già phía sau anh ơi, chứ giờ trẻ là ở đây. Dứt khoát là ở đây hả? Dạ đó. Bây giờ dứt khoát là không có về Bến Tre rồi đó. Em thấy sao? Để qua qua mặt. Trời. Đủ qua mặt được thì sao? Không, em thì có cái dự định vậy. Sau này em nghĩ em chắc cũng phải về quê. Tại vì về quê em thì cũng còn cha mẹ thôi, cũng không còn ai hết. Thì cô kia cũng không chịu về thì sao? Nếu mà kinh tế đây phát triển và ổn định thì có thể em suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Hôm nay bạn đến đây với ai? Có ai ủng hộ bạn không? Hôm nay bạn em có đi nhưng mà rất là công việc trục xuất á, không tới được, em đi một mình. À, đi một mình thôi. Dạ. Bạn trai có gì thì người thân không? Dạ có anh. Rồi bạn đi với ai? Có chị em, chị ruột với chị họ với anh rể. À rồi, chào chị. Rồi em chào chị, em chào chương trình. Chị, em trai mình có khó tính lắm không? Nói chung là cũng dễ lắm. Bây giờ yêu cầu người vợ là đẫm đen, nãy có nói rồi đó. Dạ. Nhưng mà nãy em có nghe là bé gái này á là không có chịu về quê, hay người cứ cầu cưa là về quê hay không. Đó. Thì mình làm ở đây thì kinh tế được thì mình cứ làm ở đây. Còn như lâu lâu mình thỉnh thoảng cũng phải về thăm cha mẹ với em ha. Vậy cái công việc là về thăm gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm mà chị. Ba mẹ lớn tuổi em chấp nhận đem lên đây phụng dưỡng cha mẹ, cái đó thì bình thường. Rồi cái gì hai đứa thì cho dịp hẹn hò đi rồi coi hợp hay không. Với lại cho cơ hội anh chị đưa về Phú Yên cho biết chứ, kết hợp du lịch luôn ha. Đó. Hay. Hay, chị rất là hay. Chị rất là tâm lý ha. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện và cảm nhận với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào anh. Mình có món quà. Rồi, cảm ơn anh. Cho em hỏi là cái công việc mà đi chợ với nấu ăn á, hai công việc đang thích công việc nào nhiều hơn? Anh thì hai thứ anh gì anh cũng thích hết. Thế gì cũng anh thích nấu ăn cũng được. Quan niệm tình yêu của bạn sao? Ở tuổi này thì cũng không phải là lớn chứ cũng có trẻ nữa. Thì nếu mà xác định là quen thì sẽ chính thức quen là quen một người, không là vừa này người này người kia. Theo quan niệm mà đối với mình nghĩ á, mình quen người ta từ khi người ta phụ mình chứ không phải phụ người ta. Công việc của anh làm là cái thời gian là hành chánh thôi hay là có tăng ca hay là có gì không? Anh thì thời gian hành chánh cũng có thể thỉnh thoảng hàng nhiều cũng có làm tăng ca. Chủ nhật anh có làm không? Chủ nhật anh làm buổi sáng. Thì thời gian đâu dành cho bạn gái? Thì ban đêm anh rảnh mà. Không lẽ hẹn ban đêm không ạ? Ban đêm thì thấy nó cũng lãng mạn. Nếu bây giờ lấy nhau về thì bạn gái giữ tiền, bạn trai có đồng ý không? Dạ chuyện đó là đương nhiên rồi đó anh. Chúng ta hãy nhìn vào mắt nhau và nói chuyện trong 30 giây nữa. Như anh ở miền Tây chắc là uống rượu được hả? Anh uống được nhiều không? Uống cũng được chút chút. Em thì thích con trai uống được nhiều. Nhưng mà không phải là đi nhậu nhiều nha. Hút thuốc, rượu chè, mấy cái vấn đề đó là biết mọi thứ một ít rồi, em không có can thiệp vào bằng đó. Anh là hút thuốc có mà hút ít, uống rượu, nói chung là có. Trai gái có ít không? Dạ không, từ đó từ có hết em không có. Bây giờ quay lại cái vấn đề nè, nó hơi đi bây giờ nè, chứng minh cái vụ men lại cho tôi coi coi. Đó hồi nãy nó kéo màn lên nè. Thì có cách nào không, chứng minh men? Men ví dụ như em nói có cơ hội để tìm hiểu ngoài á, em chứng minh. Bây giờ phải làm gì thể hiện trước mặt cổ một cái cho chứng tỏ mình đàn ông coi. Quỳ xuống cầu hôn hay là hát một bài hay ôm hôn một cái hay là cái gì đó, em muốn làm gì em làm. Thôi em hát đi. Chị không men. Hát nhiều khi run quá. Đứng lên mình thể hiện sao cho men đó nha. Đứng lên thôi vậy. Nam Nhi đại trượng phu không có sợ gì hết. Gái mới e lệ đó. Đúng rồi. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng trước con đường mưa, anh vô tình nhớ một vòng tay. Nhưng giờ anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Được rồi. Hát trời gầm luôn rồi đó. Nhưng mà thấy hình như nó cũng chưa có men. Thùy mị quá hả chị? Em... Hát thùy mị quá. Bạn gái nói chị mới nói. Thùy mị quá kìa. Không, tâm tình anh á, vui vẻ hòa đồng với ta lắm. Ít có mà la dẻ hay nọ không. Không có la dẻ luôn. Nếu mà nữa mà lấy vợ về mà vợ giận thì làm gì cho vợ vui? Giận thì lại ôm cái hùng hát giận. Trời, nói từ từ vỗ tay luôn. Thấy dưới vỗ, em vỗ theo. Thôi, vậy chúng ta sẽ... bấm nút đi ha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Đúng rồi. 1 2 3
Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, một cái giỏ hoa rất là đẹp và một cặp vé xem phim. Tôi nghĩ rằng cũng rất là tốt để các bạn sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn nữa. Bến Tre, Phú Yên kết lại gần với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Gì vậy? Giờ vô ôm hùng cái được không? Đông quá. Để cho em ngại. Hả? Rung e không được. Rung không hùng được hả? Dạ. Thì mốt em về kiểm tra xong em báo chị biết sao, chị thấy e lệ lắm nha. Nếu mà có thời gian tìm hiểu thì hẹn nhiều khác. Nói chung thì em cảm thấy mình xui, mình gặp như vậy rất là nhiều. Khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm. Nào là để anh thu xếp, nào là để anh ly hôn rồi. Nhưng mà toàn là lời nói không anh. Mà em cũng không thích là người thứ ba nữa. Tâm sự thấy thương không? Mình là Nguyễn Hoàng Vũ, đến từ Long An. Long An. Hiện tại thì mình đang làm nghề sửa và bán điện thoại di động. Mình nay 40 tuổi. Tên là gì? Dạ, Nguyễn Hoàng Vũ ạ. Nguyễn dạ. Hoàng Vũ nha, 40 tuổi. Dạ. Sửa điện thoại di động ở Long An, mà ở huyện nào Vũ? Dạ, em ở Đức Hòa, Đức Huệ anh. Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. Mời nhà gái. Mình giới thiệu một chút về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh chào và em. Bạn trai bên cạnh. Em tên là Trương Thị Kim Hằng, năm nay em 40 tuổi. Hiện em đang ở quận 7 và làm việc ở khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè. Công việc của em là kế toán. Kế toán? Dạ. Bằng tuổi bạn này là kế toán nha. Người đây bán điện thoại di động, bên đó thu tiền. Là hợp lý luôn. Vũ, ưu điểm, khuyết điểm của Vũ như thế nào? Dạ, em thì... có lẽ khuyết điểm lớn nhất của em là hơi lazy, có nghĩa là làm biến dọn dẹp nó hơi bầy bộn cho anh. Dạ. Sửa điện thoại đôi khi liền tùm lum la. Cũng rồi, nhiều khi các bạn em nhìn không ra cái bàn luôn. Bàn sửa nhìn không ra. Còn về ưu điểm thì nói chung em cũng làm được nhiều thứ, có thể là trong lĩnh vực về thể thao thì em chơi được nhiều loại môn thể thao, quay lội, võ thuật này kia. Còn lĩnh vực ăn uống thì em vẫn nấu được nhiều món ăn và thích nấu những món lạ. Còn thí dụ như nghề nghiệp thì em cũng tóc thì đen em tự cắt. Giờ là cái kiểu tóc gió thổi bay. Là coi như là em cũng thích trải nghiệm những cái hết. Nhưng mà cái nghề chính của em là nghề điện thoại di động. Là em cũng từng nhận 4 đệ tử rồi cũng ra nghề rồi. Để bên bạn nữ nói về cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em nhận thấy là mình hiền, cũng vui vẻ, hòa đồng. Có nhiều sở đoạn giống bạn nam không? Dạ không, em thì thích sạch sẽ hơn. Tính thì cẩn thận, tỉ mỉ à. Có nghĩa là bạn bên kia vẫn bừa bộn, mình dạ. Bên đây mình dọn. Ừ thôi kệ đó. Nhưng mà dọn ngoài là cũng mệt đó chị. Không, thực ra bên đây rất là tỉ mỉ nha. Dạ. Làm sửa điện thoại di động mà tỉ mỉ từng con ốc nhỏ nhỏ, từng con chip. Dạ. Bé tí luôn, rất là tỉ mỉ luôn vấn đề. Nhưng mà thường các kỹ sư làm kỹ thuật này kia đó, họ bày tùm lum ở trên ngoài không muốn dọn. Mình làm cái đầu óc mình rối, mình chỉ tập trung vào công việc á. Cho nên nó hơi bề bộn. Đúng rồi, hơi bề bộn thôi chứ có gì đâu. Phải cần khéo tay dữ lắm. Nhưng mà làm xong mình có dọn dẹp không anh? Dọn cũng có dọn. Nhưng mà nói chung nhiều ngày đó lại cái nó dọn đóng, cái là mình lâu lâu mình phải dọn lần. Lâu mình lâu là bao lâu anh? Lắm. Khoảng chừng cũng không có cố định thời gian nữa. Mình cảm thấy dạ. Nó hơi bề bộn là mình dọn. Vài tháng dọn lần. Chị hỏi em nè, em nấu ăn ngon không? Dạ, cái đó là khuyết điểm của em. Em không biết dạ, nấu ăn à. Em không biết nấu ăn đúng không? Vì mua quay người ta nấu đi. Ngon. Dạ. Bên đó người ta nấu ngon thì để dạ. Người ta nấu. Còn bên đây, bên đó người ta bừa bộn để bên đây dọn. Bên đây đúng nấu, không? Bên kia dọn vậy. Ừ, vậy đi. Bên đây ăn, bên kia rửa. Dạ. Dạ luôn đó chứ. Rồi tình duyên em sao nè? Dạ, tình duyên thì em cũng lận đận ạ. Trước thì mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi. Cách đây cũng lâu rồi. Thời điểm đó chắc khoảng tầm 20 hơn. Ừ, 20 tuổi hơn á. Ừ. Đến nay thì chưa có mối tình chính thức nào nữa. Chưa có mối tình thức. Tìm hiểu sơ sơ rồi thôi ha. Dạ. Đường tình duyên bằng nam thế nào? Dạ, nói chung thì cũng nhiều trắc trở anh. Trắc trở. Nói chung mà nếu mở một mối tình là một vết sẹo thì chắc người em lưng đầy sẹo quá. Trời đất ơi. Trời em dễ sợ vậy luôn. Thì để chị coi cái em dễ sợ quá. Trời ơi. Dạ chào, án mộ chị bác, thôi lại cho em phát tay nha chị. Cứ... dạ. Không dám giờ mình gái kia để nó bị. Trời ơi. Bên đây người ta chỉ có một mối tình duy nhất mà cách đây cũng nhưng lâu lắm rồi. Là... bị nói chung là cuộc sống cái duyên số đu đẩy là em cũng hay bị người ta bỏ không mà chị, chứ không phải là em ấy. Có mấy mối tình mà có thể sâu sắc nè. Dạ thì hồi năm em học sinh viên á, là em có quen với một cô gái, cô đó quận 6 luôn. Hồi đó cô đó thương em nhiều lắm. Nói chung là mối tình cũng trải qua khoảng 2-3 năm. Trong cái sự mà thương lo đó thì từ từ cô ấy trở nên muốn chiếm hữu, rồi lại giống như hung dữ, rồi ghen tuông dữ lắm. Thì nói chung mình cũng có tạc, phải có lửa mới có khói, mình công nhận. Rồi số cô em chịu không nổi, rồi em chia tay. Thì em quen thấy người thứ hai, thì người thứ hai tới là bắt đầu ghen lại người thứ hai. Thì em cũng la hoài, nó quen không được, rồi phải chia tay. Thì mối tình thứ ba quan trọng nhất là mối tình với lại người vợ của em sau này.
Vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi, có hai con. Nhưng mà nói chung là em cũng cố gắng giữ gìn cái gia đình 10 năm rồi. Nhưng mà khi mình cuộc sống mà ta nói yêu nhiều khổ, mà khi mình càng cố gắng giữ gia đình thì bên phía kia lại nghĩ là coi như là mình không thể bỏ buông tay được. Rồi em mới chịu đựng nhiều năm, nhiều tháng. Cho nên nói chung nỗi đau em giờ nó sâu dữ lắm. Bây giờ hai người con nó ở với ai? Hai đứa con ở với bên ngoài. Con em lớn chưa? Con em đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi anh. Trai gái đủ hả? Hai đứa gái anh. Hai đứa gái luôn. Nhưng mà giờ em nhớ từ nhỏ cái em đau cho nên em bắt buộc em phải bỏ buông hết. Mà thì em buông là buông được. Nhưng mà hai người có làm giấy tờ ra ly dị này kia xong hết lâu rồi. Ly dị xong hết dạ, rồi. Dạ đúng rồi, ly dị xong hết. Bây giờ em buông luôn để em làm gia đình mới, để em tập trung. Để em tập trung công sức, tập trung tâm hồn, tinh thần để em lo cho gia đình mới. Bạn gái cảm nhận thế nào về câu chuyện ở bên đây nè? Em nói cái cảm nhận của em đi. Em thấy qua cái cách anh nói chuyện á thì anh cũng còn thương á. Không. Chứ không phải là ảnh đang bị thương hai đứa nhỏ thôi. Yeah. Thì giờ ảnh đã khi ảnh bước lên chương trình này thì ảnh cũng nói như vậy để cho em hiểu là ảnh buông hết rồi. Yeah. Bây giờ em gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thì muốn tìm một bạn nói chung là phải chín chắn trong suy nghĩ. Lập trường cũng phải vững nhưng mà không gia trưởng. Nói chung nếu anh ấy biết nấu ăn á, thì cái đó thì là một điểm cộng rồi. Tại vì em không biết nấu. Em có cái đòi hỏi gì về ngoại hình không? Ngoại hình thì em là khá nhỏ con rồi thì em nghĩ chắc mấy bạn trai cũng phải cao hơn em. Dạ. Cao hơn em chắc rồi, yên tâm. Rồi, còn em trai? Dạ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nói chung thì cũng vừa người, đừng mập quá. Chỉ ốm xíu thì em nuôi mập cũng được, tại vì em cũng biết nấu nhiều món Tây cũng ta lắm. Cao thì khoảng chừng 1m50, 1m55 trở lên cũng được. Nói chung em cũng dễ tính. Với phụ nữ mình đừng nên dùng chữ mập ha. Được anh ha. Chữ mướp miếp dễ thương thôi á. Mũm mỉm là cái gì? Mũm mập đụng chạm hơi nhiều. Em xin lỗi, xin lỗi. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích gia trưởng. Em không thích hút thuốc. Nói chung nếu được thì anh kỹ, sạch sẽ một chút. Tại vì em quen với cái việc ngăn nắp rồi. Không nhìn thì sạch sẽ. Nhưng khi làm việc thì nó cũng dạ, hơi trong ẩu. Làm việc xong, dạ, trong công việc thì nhiều khi mình có dầu nhớt máy móc đồ thì cái đó thì chấp nhận thôi ạ. À. Rồi, đó là cái trao đổi mới có qua cái rào này thôi. Dạ. Bây giờ mình sẽ mở rào để hai bên cùng trao đổi nha, dạ, cho nó rõ hơn. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Nè, tặng em. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể xem. Cốc đôi. Dạ. Mở ra đi cưng, mở ra coi dạ, là gì em cưng. Thấy rồi, cốc đôi. Cốc này cũng được, đẹp. Nhưng em là em sẽ có biết em họa lên liền. Sao mà em mê đủ ngày hết, em cũng không biết nữa. Sáng cà phê uống trà nhớ các bạn tặng ha. Dạ, em cũng thích uống trà lắm. Rồi. Dạ. Rồi, hai bạn trao đổi với nhau nào. Cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Nói chung là cũng ổn. Dạ. Em thấy anh sao? Anh thì em thấy cũng ổn. Còn về cái sâu về anh á thì em nghĩ là chắc phải có thời gian tìm hiểu thêm. Chứ qua chương trình thì mình cũng chỉ biết sơ về nhau thôi, chứ cũng chưa có đi sâu lắm ạ. Dạ. Anh muốn hỏi là sao em có kén lắm không mà sao tới giờ chưa lập gia đình á? Thì mọi người thì nói em là kén, nhưng mà em thì bản thân em tự đánh giá thì em cũng không kén lắm. Nói chung là tình duyên của em thì cũng bị gọi là xui á. Thì sau một mối tình đầu tiên thì em cũng có tìm hiểu và làm quen thêm mấy bạn nữa, mấy anh nữa. Thì thật ra là mấy người mà em tìm hiểu sau này đa số là đã lập gia đình, là hiện còn ở với gia đình. Hoặc là những anh mà đang có vợ mà trong cái giai đoạn mà gọi là vợ thai sản, hậu sản rồi đó. Thì nói chung thì em cảm thấy mình xui, mình gặp như vậy rất là nhiều. Khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm. Nào là để anh thu xếp, nào là để anh ly hôn rồi. Nhưng mà toàn là lời nói không anh. Mà em cũng không thích là người thứ ba nữa. Tâm sự thấy thương không? Toàn là gặp mấy anh vậy không à? Dạ. Cuộc sống em có thú vui gì cuộc sống không? Em đi làm thì nói chung cũng từ sáng đến tối. Tại vì em làm tới 5 giờ rưỡi em mới về. Về tới nhà thì thường thường là khoảng 6 giờ rưỡi. Chủ nhật thì nghỉ thì ở nhà chủ yếu là nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa. Hoặc là rảnh nữa thì bạn bè đi chơi, đi mua sắm hoặc là đi ăn uống. Thì sở thích của em là đi du lịch, đi shopping.
với lại ăn uống với bạn bè. Dạ. Mình cũng hay du lịch lắm, mình hay ra bờ biển rồi du lịch canh ngày nha, canh thủy triều, cái đạn xuống như tràn xuống bờ biển bắt ốc này kia rồi lên bờ biển nướng tại chỗ này kia vậy đó. Anh biết bơi không anh? À, bơi rất giỏi và mình có một cái tài lẻ là bất cứ người nào không biết bơi nếu mình chỉ 2 ngày là sẽ biết bơi. Cái đó là một lời hứa. Em chỉ giùm anh chị Vân bơi giùm anh coi. Bây giờ là chị Vân là hết thuốc rồi. Chị Vân là bây giờ không có hồ nào chứa được chị Vân rồi. Chị Vân vui tính ghê mà chị tự nhiên không chị gần gũi nhìn gần gũi ghê luôn á. Thầy bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình giữ lửa yêu thương thế nào? Mình trao đổi nhau đi xem có hợp với nhau không? Em có thích được sách không? À, thỉnh thoảng em có đọc ạ. Em thấy sách khác với phim ở chỗ nào? À, sách đó, đọc thì mình động lại nhiều hơn là xem phim. Tùy theo cái hoàn cảnh mà mình đọc nữa thì có thể mình cảm nhận nó khác nhau. Anh thấy nó như vậy, thí dụ như mà sách á thì nó sẽ dẫn mình vô câu chuyện nó dễ hơn. Và thí dụ như một cái hiện tượng, thí dụ nha, cơn gió lạnh chợt len len qua khe cửa thổi rèm lá tung bay, thí dụ vậy đi. Nhưng mà khi đưa vô cái hình ảnh phim thì họ chỉ thấy mình thấy phật vậy thôi, nó không có độ feel bằng. Ôi Vũ, em nghiên cứu về về gia đình hạnh phúc, em nghiên cứu về sách ha. Sau khi đổ vỡ thì nói chung thì sách một cái sở thích của em từ xưa tới nay, từ nhỏ là em tới giờ em đọc chắc khoảng hơn 1.000 cuốn sách. Trời đất ơi, thôi giờ nghiên cứu về sách hạnh phúc gia đình, về phụ nữ đi em. Chỉ về hạnh phúc, anh cũng sau khi mà mọi chuyện đổ vỡ thì anh cũng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Và anh chợt nhận thấy rằng thực sự hạnh phúc không phải là thứ dễ giữ đâu em. Có nghĩa là nó sẽ có hai tình huống, một là phải có một người chịu đựng, và một tình huống là phải cả hai người giữ gìn. Trong tình yêu có một cái hormone mà sản sinh gọi là hormone tình yêu. Anh mới tìm hiểu là nó hormone oxytocin. Tức là mình sẽ sản sinh ra mối hệ khi mình gần gũi thân thiết, nắm tay hoặc những cái tiếp xúc thân thể hoặc là những cái lãng mạn á. Nhưng mà để mà nó cũng gần như là lửa của tình yêu á. Nói chung là muốn giữ nó cũng không dễ đâu. Sau thời gian, thí dụ như giờ mình có thể làm người con gái đó cười nè, mình thấy là nấu món ăn ngon. Nhưng mà sau thời gian cái những câu chuyện đó nó sẽ thành nhàm chán. Cho nên là nó cũng là không đơn giản để giữ danh một tình yêu đâu. Giờ nó nghiên cứu về hormone tình yêu nữa. Giữ luôn. Thôi bây giờ nè, quan điểm khoảng nếu chúng ta tìm hiểu được qua bao lâu thì mình sẽ kết hôn. Nếu như em thấy thường thường khoảng sau, thí dụ ấy, để cho lấy đi first đi. Nói chung thì em cũng là có tuổi rồi đó, thì gia đình cũng hối, thì nếu mà em với anh tìm hiểu mà cảm thấy mà mình hợp nhau, có thể đến với nhau được thì em nghĩ đến cuối năm, còn nếu không thì sang năm ạ. Cuối năm. Còn anh thì sao ạ? Nói chung thì anh cũng cần ổn định cuộc sống sớm, càng sớm càng tốt kiểu vậy đó. Tại vì ở một mình thì cũng cô đơn. Bây giờ trước khi quyết định thì em có thể nói một câu gì đó tận đáy lòng mình với người đối diện, suy nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này như thế nào? Nói chung thì cũng duyên số. Có mấy đứa nó hỏi em, mày sao đường vậy, không có bạn gái đi đăng ký rồi này kia rồi chạy lên chứ xuống chứ vẫn khổ. Nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có thể tâm trạng có thể mượn hai câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên thôi. Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng, người thì không bắt được bóng bao giờ. Cho nên khi thứ mình muốn không giờ mình kiếm được. Cũng lời lẽ dữ lắm luôn. Bạn này nhiều tài lẻ ghê á. Thôi giờ hát cho bạn gái nghe đoạn nào đi. Hay em có kỹ năng hát rồi em hát trước đi. Tại vì tự nhiên cái đề cử ngang cái anh hơi ngại. Em thì cũng không có tài lẻ nhiều. Thôi em tặng cho anh một cái bài thơ nho nhỏ nha. Anh đừng biết tên em trên cát, sóng xô cũng tan. Chết rồi, em quên mất tiêu rồi, rung quá. Bình thường anh có hay rung vậy đó. Giờ cũng đang đập bạc bạc. Anh đừng biết tên em trên cát, sóng xô bờ tan nát trái tim em. Nếu mà theo cái lối thơ nó sẽ như vậy. Mặc dù mình không biết bài thơ đó nhưng sẽ diễn như vậy. Thì đại khái là như thế. Rồi bây giờ em trai có hát một đoạn nào tặng bạn gái không? À thì xin hát một đoạn để tặng bạn như làm quà. Anh mong một ngày đôi ta bước bên đường hai hàn hoa thơm ngát, nắm tay em thẹn thùng vuốt lên tóc em, và anh ôm em vòng tay ngất ngây. Tặng. Khi ta bấm nút thì chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Xin mời cả hai nhìn về phía màn hình. Hello, xin chào chị Hồng Vân và anh Huyền Linh, MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, tên của em là Bích Vân. Dạ, em là cô ruột của cháu Hoàng Vũ đây. Gia đình cháu không có ai đến dự được bởi vì tất cả mọi người đang sống ở nước ngoài. Dạ, ngay cả em cũng vậy. Thì
Chị thương cháu cho nên bây giờ đã là 1 giờ khuya của giờ địa phương, nhưng mà em vẫn cố gắng là cái clip để gửi đến chương trình gửi gắm ông Mai và Mai. Mong rằng sự mắt tay của anh chị sẽ giúp cho cháu tìm được một nửa bên kia, còn nửa còn lại. Xin gửi gắm đến cho bạn gái bên kia là hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào, cho nhau cơ hội nha. Và cái cháu của mình thì thuộc dạng hiền, chịu khó làm ăn, cho nên các bạn cố gắng tìm hiểu thử nhau coi có hợp hay không. Nếu mà được thì sẽ làm tiến tới và tới luôn. Lúc đó thì cả gia đình của bên nội nhất định là phải về dự rồi đó. Cảm ơn anh chị và chương trình rất nhiều. Chào chương trình. Em là Ngọc Ánh, là đồng nghiệp của chị Kim Hằng. Em làm việc với chị Hằng cũng được hơn 3 năm rồi, và cũng coi như là chị em thân thiết ở trong nhà. Để nhận xét về chị Hằng thì em xin nhận xét ngắn gọn trong 4 cụm từ thôi: tử tế, hòa đồng, chăm chỉ và ngăn nắp. Còn lại thì chắc nhờ anh trai bên kia mình từ từ tìm hiểu nếu mà hai người cho nhau cơ hội nha. Tiếc là lần này thì em không thể đến trực tiếp ở phim trường để có thể cổ vũ cho chị Hằng. Cũng như em rất là tò mò, không biết là anh trai bên đó là người như thế nào, có phù hợp với chị của em hay không. Nên tất cả em đều trông đợi vào quyết định của chị Hằng, cũng như là sự tư vấn tận tình của hai MC, là những người mà trước giờ đã may mối thành công cho rất là nhiều cặp đôi. Thì em cũng hy vọng lần này chị em cũng sẽ được may mắn như vậy. Và em cũng xin tặng cho anh chị cũng như chương trình một cái thông điệp ngắn gọn trước khi mà cả hai trao cho nhau một cơ hội. Rất vui được gặp nhau, dù mai sau ta biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Hãy bấm nút nếu mà các anh chị cảm thấy mình thật sự muốn cho nhau cơ hội. Em xin cảm ơn MC và chương trình. Dễ thương quá. Suy nghĩ cho thật kỹ. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Như vậy là Vũ không bấm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tại sao vậy Vũ? Chắc cũng tại chưa có đồng điệu anh. Với lại thật sự thì tâm lý người đàn ông á, anh hy vọng em một lời khuyên của anh. Với lại chị Dương Thành và anh xin lỗi em. Mà tâm lý người đàn ông á, là thích chăm sóc người khác nhưng mà cũng thích được người khác chăm sóc. Cho nên cố gắng đi học nấu ăn thêm. Và mình nói chung cũng trải lòng hơn chút. Cuộc sống mình cứ trải lòng, cứ từ từ rồi tình duyên cũng đến. Em cảm ơn anh. Em gái cảm nhận của em như thế nào? Nói chung thì anh không bấm thì em cũng thấy là khá bất ngờ. Tại vì khi em đến đối với chương trình thì em rất là nghiêm túc. Đúng. Em cũng muốn là mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận cái tình cảm. Nãy bạn Nam có nói cái chữ là không đồng điệu. Yeah. Mà chị nói trong tình yêu mà nó không đồng điệu, mình không tìm được hạnh phúc đâu. Thành ra là như vậy nhiều khi lại hay. Tại vì thực ra thì còn rất nhiều người sẽ bấm cho em sau cái chương trình này. Đúng rồi. Và bấm cho bạn trai sau cái chương trình này. Cố gắng mình tìm cho mình một nửa yêu thương để xóa đi những cái nỗi đau, những cái vết sẹo trong tình yêu của mình. Đúng như vậy. Mê ha chị, em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc mừng cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá, anh đến thiệt lắm. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị, cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói,
Việc nhà thì em có thể làm được tất cả các công việc trong nhà, từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép, em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn, với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch rồi cũng sao? Cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa? Mà bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm kỳ giác vậy? Với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học á thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hữu xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm á thì cái môi trường của em á là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em á là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Được. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết, thì ảnh không biết làm gì hết, thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi, là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nghe nhà cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá, anh đến hiền lắm. Nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích con gái luôn á. Hy vọng lần mở màn lên anh thích em thì thấy là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tin rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt hết chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu có cảm xúc. Chất lượng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. Anh có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, á. Em này được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào, lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề, cái xúc giác, cái dây thần kinh gọi là... Trời ơi, làm dữ gì vậy? Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có.
Rồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát cho thôi nha. Dạ. Rồi thôi chủ me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, tới mặt bả đã hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn và anh trai em. Anh ruột à, em trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu ha? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không anh. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, về nhận xét cái bạn này thì bạn này rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi em, ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ, mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới. Nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn các cô thì có xăm mình đó. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô nhận xét cô bạn gái bên tôi này? Tôi nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Vậy là ăn thua ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp lực cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ. Đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy anh sao? Tướng cào ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như ông thế nào? Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm như là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Thế cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. Bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống với bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh. Anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những chuyện đó. Thành ra là anh
ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần nữa, là họp mặt lại rồi cà phê vậy đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi, ok, cảm ơn. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? À, em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà giữa chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? À, em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra trơn luôn á. Không nhận nó ước mấy chục năm nữa. Nay á là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi à. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Không biết làm thơ không, thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn. Anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt, mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm. Nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây, cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Đây là chiếc vé của hình một, có một cái gì của hình nó cũng ưa nhìn một tí. Tại vì sao mình có một hình một chút mình cũng được điểm ưu điểm hơn chút xíu. Một người đó tính tình hơi trầm. Tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu. Để kìm em bớt. Đúng lại kìm em bớt. Hoặc là lúc mà em nóng á, thì cái người đó sẽ im lại, dịu lại. Thì lúc mà em bớt nguội rồi em bình thường rồi đó, thì có thể là dạy nói em sẽ tiếp thu. Em là người tiếp thu chứ không phải là người không tiếp thu. Ai nói gì em sẽ hiểu. Tức là đang nóng. Đúng rồi, nhưng mà lúc đang nóng á, em không có suy nghĩ được nhiều. Em muốn cái người như vậy. Một cái người nữa là biết quan tâm. Trước hết là quan tâm em trước. Em hồi xưa giờ là chị cả trong nhà, chị cảm giác như mình quan tâm mọi người nhiều quá rồi. Bây giờ mình muốn một người quan tâm mình chút xíu. Rồi quan tâm mọi người trong gia đình, quan tâm gia đình của anh đó và gia đình của em. Nói chung là em muốn một người như vậy thôi. Rồi em có cái mẫu cụ thể nào không? Về ngoại hình á, mẫu hình cụ thể nào? Ca sĩ, nghệ sĩ hay là người nào mà em hồi trước là em có đi hay nghe ca sĩ Hà Tuấn hát. Em rất thích cái mẫu người vậy. Dạ đúng rồi. Hà Anh Tuấn. Bây giờ em trai giới thiệu mình cho bên kia nghe nha. Dạ, trước tiên em kính chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia và tất cả quý vị có mặt tại hội trường hôm nay. Thì em tên Trần Trọng Nhân, em sinh theo nếu mà giấy tờ thì em sinh năm 1987 mà tuổi thật của em là sinh năm 1985. Thì hiện tại quê của em thì ở Long An, hiện tại em đang làm việc ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em tên là gì? Trần Trọng Nhân anh. Trần Trọng Nhân. Dạ. À, tuổi là 85 đúng không? Dạ. Sinh năm 85. Dạ. Nhân làm gì Nhân? Dạ em là nghề nghiệp chính của em là kỹ sư cơ khí và hiện tại em là làm việc văn phòng. Văn phòng là làm về gì? Bên giám sát sản xuất, bên công ty em sản xuất bên nhà kết cấu, nhà tiền chế. À, dạ. Sắt tiền chế này kia đó ha. Dạ. Là kỹ sư. Dạ. Mời đàn gái. Rồi, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào em. Em chào bạn bên kia là em. Dạ. Tên là Thanh Diễm. Hiện em 31 tuổi rồi, em cũng ăn được 31 nồi bánh chưng rồi. Em hiện đang làm việc ở Bình Chánh. Em làm Bình Chánh à? Bình Chánh là nghèo. Kiểm soát viên ở một ngân hàng ở Bình Chánh. Kiểm soát viên. Yeah. Ở Bình Chánh, còn quê em ở đâu? Quê em ở Long An chị. Ở Long An? Dạ. Huyện nào vậy em? Huyện Cần Đước. Anh biết. Ông Cần Đước, Long Can, huyện Cần Đước. Long Can, cầu Long Can đó đúng không em? Dạ.
ở ngay cầu Long Cang không? À, gần đó nè. Rồi, nãy em nói em ở làm ở... Dạ, em đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh, dạ. Ở chỗ nào? Ở khu nghiệp Lê Minh Xuân. Lê Minh Xuân, có gần dạ. Tuổi em gái không? Dạ, em làm ngay chợ Bình Chánh luôn anh. Dạ, chợ Bình Chánh em biết à, chợ đó em, tại vì thường về quê em thường hay qua chỗ đó lắm. Rồi là bên đàn trai mình là Nhân. Dạ. Sinh năm 85. Em xin chào chị ạ. Dạ. Nhân, sinh năm 85. Làm kỹ sư. Dạ. Bên này Diễm. Dạ. 31 tuổi. Đang làm kiểm soát viên. Dạ, dạ. Ở Long An hết, cả hai bạn cùng quê. Dạ. Cái này mà đám cưới là gần tẹo à ha. Rồi bây giờ Diễm nói về bản thân mình, về điểm mạnh, điểm yếu của em. À, điểm mạnh của em là một người khá sốc sắc, khá là tình cảm, rất là kiểu như một người của gia đình đó chị. Sống rất là nói chung là em chân thành, rất là chân thành, hiền. Hiền giống anh rồi. Vậy còn nói chung là em có cái tính là mà em không biết nó gọi là sao, rất là bao che cái khuyết điểm của người thân của em. Ví dụ mấy đứa em á, nó làm gì em chửi nó sao cũng được á, nhưng mà người ngoài mà đụng tới nó là em sẽ chửi lại người đó thôi. Nói chung là không có được đụng tới gia đình em vậy thôi. Rất là yêu thương gia đình, dạ, mình trân trọng gia đình mình. Dạ đúng. Đó là điểm mạnh. Dạ. Tức là với những người yêu thương là mình sẽ hết mình. Dạ đúng. Bảo rồi. Vệ cũng như là cho dù đó là lỗi đi, người đó làm lỗi, nhưng mà em được nói thôi chứ người khác không được nói. Vậy còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em có chắc cũng có một vài khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất của em là hơi khó tính. Khó tính. Không biết sao nữa, ai người đầu tiên nào nhìn em á thấy em cũng là bé này khó gần. Thực chất là người ngoài gặp thôi, em gặp người lạ thì em ít nói chuyện lắm, em không biết bắt chuyện nói chuyện như thế nào. Nhưng mà mấy người thân á thì em nói nhiều lắm chị ơi. Ủa nhưng mà chị thấy hợp lý mà, không ai mà gặp người lạ mà cười cười không nói mà nhìn nữa. Cái mà em cảm giác lần đầu tiên người khác nhìn em là nhìn rất khó gần đúng không chị? Khó tính đúng không? Đúng cái đó mình giống nhau. Dạ. Nếu ai gặp mặt chị nhìn đầu tiên thấy chị khó gần, khó chịu, khó ưa đó. Sao em cũng không biết. Hồi xưa lúc đi học ai cũng nói em là khó gần, chảnh như chân, thật chất là không có đâu. Tiếp xúc đi biết bị điên lắm, bị khùng dữ lắm. Rồi còn gì nữa, khuyết điểm gì nữa em? Nóng tính chị, em rất là nóng. Nóng cỡ nào? Hồi xưa em rất nóng tính, như chị tưởng tượng như con nhím vậy đó. Bình thường rất là dễ thương mà, nhưng mình đụng một cái là nó xù lông lên. Dạ. Dạ. Xù tới mức nào? Ví dụ như là nóng tới mức là sang bằng tất cả rồi. Không chị, em không sang bằng tất cả gì đến đâu. Em chỉ nói chung là người em dễ biết lắm. Em nóng là người em phùng bự mặt lên vậy nè. Em không có nói. Nhưng mà tính của em là rất là thẳng tính. Có gì em nói đó à? Thì thành ra có nhiều cái lời nói của em là lúc mà nóng á chị, là nói ra được đúng rồi. Thì em cũng đang sửa đổi cái tính đó của em rất là nhiều. Sửa lại đi, gái mà nóng tính quá cũng được. Bây giờ là em rất là giảm bớt cái đó, là em không kiểu như là những cái chuyện gì mà nóng quá em bỏ qua bớt lại. Rồi, giảm bớt. Bớt. Đúng rồi, chị thấy lên là như vậy. Với cái nữa em rất là lười, không phải là lười mà lười làm này nọ. Em lười đi giao tiếp với mọi người lắm. Ví dụ như là đi làm, em cứ giờ đi làm xong về nhà xong đi làm, cái tức là không ít giao lưu quan hệ xã hội bên ngoài. Nhầm rồi. Khi bạn bè rủ đi chơi em cũng ít đi lắm. Vậy thì em đánh giá bản thân em là người hướng nội hay hướng ngoại? Hướng nội nhiều. Rồi. Sao em giống anh thế? Anh cũng vậy. Cũng vậy rồi. Dạ. Mời bên kia nói điểm mạnh và điểm yếu của mình nè, bên đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của em đó là không có hút thuốc chị. Thì rượu bia em chỉ uống ít thôi, uống chừng khoảng 1-2 lon là chắc quá cần câu rồi đấy, chứ không uống nhiều được. Rồi không có tính lăng nhăng, rồi biết nấu ăn, biết làm những việc trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với người thân, bạn bè và hàng xóm. Thì tốt. Dạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì trong những cái ưu điểm của em thì cũng có một phần khuyết điểm, đó là không biết uống rượu. Nhiều khi trong công ty tổ chức á, thì em cũng đi uống, mọi người cũng nói sao mày không biết uống, mày uống ít quá mày. Rồi ít nói, trầm. Như khi gặp bạn gái, như khi mới quen á, em cũng ít nói lắm, ngại không biết mình nói gì. Dạ. Thôi nhút nhát trước đám đông này kia ha. Dạ, dạ. Rồi không được cao to đẹp trai như là những người mẫu Hành Quyền Linh vậy. Em chỉ cao 1m65 thôi nha. Nặng 60kg. Thế anh yên tâm đi, em đây cũng có mét tầm mấy. Dạ, cảm ơn em. Đầu hơi hói tí, chắc có lẽ hồi xưa anh. Nếu mà trường theo mà cái chương trình học á, thì nếu mà mình học có sư phạm là 4.5 năm, còn học không sư phạm là 4 năm. Thì em đặt mục tiêu, em chọn cái ngành học là 4 năm, và em đặt mục tiêu là học ra trường sớm á. Thì người đó
do lúc đó còn phải học bài nhiều nên em uống trà lại thức khuya. Thì người ta nói uống trà thì tốt cho tóc, cho da, chắc em uống nhiều quá nên tóc em nó đi luôn hay sao? Không phải đâu. Là đi luôn là giống hơi hói. Hói hiền hòa. Dạ. Hói dễ thương được chưa? Bên kia có phản ứng gì với hói không? Em có bị gì như thế, có cảm xúc gì với hói không? Dạ. Trước giờ em cũng chưa tiếp xúc với bạn phát khóa nhiều nên em cũng không biết, nhưng mà chắc không sao đâu chị. Không đâu, trời em ơi, chưa nhìn thấy ai hói nữa. Không phải, thật chất là người hói thì em gặp nhiều, tại vì em làm giao dịch viên ở ngân hàng á. Nhưng mà lớn tuổi thôi, còn em nghĩ chắc không sao đâu, có đó vấn đề ngoại hình của người khác em cũng không đánh giá nhiều. Hay đó, em phải thương yêu những người hói. Người hói rất là dễ thương. Cảm ơn Quyền Linh. Bây giờ mình sẽ cho biết được mình có mấy mối tình rồi em trai. Em nói mọi người chắc đây mọi người không tin đâu, 35 tuổi mà tới giờ em 34 chứ. Thì tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào mà sâu đậm hay là cái ấy lắm. Chỉ gần quen sơ sơ ạ. Sơ sơ là quen sao? Là trong đó là trong một lần đi du lịch ở công ty ở Vũng Tàu anh. Thì sau khi mọi người ăn tối cùng đi dạo biển ngắm biển á, thì tối về em cũng bật cái chế độ Zalo đó. Tại em càng quét xung quanh thì có quen ai không. Thì em cũng thấy cũng có người dễ thương đó, thì em có nhắn tin nói chuyện mà không ai nói chuyện, chỉ có một bạn đó nói chuyện với em thôi. Thì hai người cũng có nói chuyện, thì quen tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng đó, thì em có nói với gia đình là người đó có gia đình, nên gia đình không có đồng ý nên em với bạn đó cũng giờ không có gì luôn. Vậy thôi đó hả? Dạ, chỉ quen qua Zalo thôi. Quen qua Zalo 3 tháng, dạ. Có gặp nhau không? Dạ không, anh do bạn đó ở xa nhà ở dưới Cà Mau thôi. Ủa vậy đâu phải tình yêu đâu. Dạ thì em chỉ có một mối đó nổi. Mối thôi đó hả? Dạ. Thôi đâu nghiệp không trời. Nhân ơi. Dạ em chào chị ạ. Vậy mình nắm tay ai chưa? Dạ đó giờ em chưa có quen ai, chưa nắm tay ai, chưa hôn ai luôn chị ơi. Không biết cảm giác làm sao. Chưa có bạn gái mà lấy gì nắm tay, quen Zalo mấy tháng đó. Dạ. Không có gặp nhau luôn nữa. Dạ. Thiệt á hả? Dạ. Thiệt hả anh? Dạ dạ. Vậy năm nay anh nhiêu tuổi? 85. Dạ 34. 34 tuổi. Dạ. Trời ơi 34 tuổi mà chưa nắm tay ai bao giờ, chưa hôn ai bao giờ. Dạ. Trong công ty nhiều khi nó hay ghẹo mày, biết trai thẳng hay trai cong mà em xác nhận em trai thẳng. Đúng rồi đó. Thẳng chính xác à. Ủa thẳng là mới quen cái người qua Zalo chứ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cái vấn đề chỗ là không lẽ cơ quan em không có cô nào, hay là không có ai để ý em, hoặc em không để ý chung ai? Chắc do cái nhược điểm của em như thế, người ta không có để ý tới hay sao? Không để ý hả? Dạ. Em cũng dễ thương mà. Anh thấy em rất là chân thành, rất là dễ thương á. Dạ. Thật thà nữa, chất phác nữa. Một kỹ sư cũng có gọi là uy lắm chứ đừng đùa nha. Dạ. Rồi, đó là tình hình tình duyên bên đây là vậy đó. Còn bên đó thì sao? Diễm, còn tình trường của em thì như thế nào? Em trước có quen một bạn cũng lâu rồi chị, cũng 3-4 năm rồi. Thì mối tình đó cũng kéo dài được cũng 5-6 tháng gì đó. Do chia tay em nghĩ là phần lớn do em thôi. Tại vì lần đầu tiên mình quen mà mình đâu có biết thể hiện cái cảm xúc của mình. Mình không biết kiểu như là cái gì mình cũng không nói hết trơn. Thích cũng không nói, mình không thích mình cũng không nói. Thành ra cái bạn bên kia bạn cũng không biết. Thành ra đến một cái giai đoạn nào đó em cảm giác em mệt mỏi quá đi. Thành ra chia tay cái mối quan hệ đó. Tức là cái cách thể hiện của mình không có biết cách thể hiện chị. Mình chưa yêu lần nào, dạ, mình chưa rồi. Biết cách thể hiện như dạ, thế nào trong rồi. Tình yêu á. Rồi sau đó là không quen ai hết. Dạ, cũng không có quen ai, không biết tại sao, chắc duyên em nó kém hay sao. Chưa có quen ai luôn anh. Chưa quen ai mà cũng không ai để ý mình hay sao? Cũng có mà em kiểu như sao em không biết người em cảm giác là người ta có gần hay là mình ăn nói chuyện không có duyên hay sao á. Chị đâu có, chị thấy là em rất là dễ thương mà. Em gì hả? Thì vậy thì sao cái mối tình mà em nói là chia tay lỗi do em đó, thì em có rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì không? Kinh nghiệm á chị. Rút ra kinh nghiệm thì cũng có đó, nhưng mà chưa có người để áp để mình hy vọng hôm nay là sẽ áp dụng được ha. Và bài đầu và chị cũng chia sẻ một kinh nghiệm ha. Yêu muốn gì phải nói. Dạ. Không thích cái gì, thích cái gì cứ nói, đừng im lặng, đừng chịu đựng một mình người mệt nhất hết. Dạ đúng rồi, rất là mệt đúng không chị? Chị hiểu rồi. Rồi vậy thì hôm nay tới với chương trình, em mong muốn một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Em muốn một người là ngoại hình có một cái gì của hình nó cũng ưa nhìn một tí, tại vì sao mình có ngoại hình một chút mình cũng được điểm ưu điểm hơn chút xíu. Một người đó tính tình hơi trầm, tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu, để kìm em bớt lại, kìm em bớt, hoặc là lúc mà em nóng á thì cái người đó sẽ
im lại, dịu lại. Thì lúc mà em bớt nguội rồi em bình thường rồi đó, thì có thể là dạy nói với em rất em sẽ tiếp thu. Em là người tiếp thu chứ không phải là người không tiếp thu. Ai nói gì em sẽ hiểu. Tức là đang nóng. Đúng rồi, nhưng mà lúc mà nóng đó, em không có suy nghĩ được nhiều. Em muốn cái người như vậy. Một cái người nữa là biết quan tâm. Trước hết là quan tâm em trước. Em hồi xưa giờ là chị cả trong nhà, chị cảm giác như mình quan tâm mọi người nhiều quá rồi. Bây giờ mình muốn một người quan tâm mình chút xíu. Rồi quan tâm mọi người trong gia đình, quan tâm gia đình của anh đó và gia đình của em. Nói chung là em muốn một người như vậy thôi. Rồi em có cái mẫu cụ thể nào không? Về ngoại hình đó, mẫu hình cụ thể nào? Ca sĩ, nghệ sĩ hay là người nào mà em hồi trước về em có đi hay nghe ca sĩ Hà Anh Tuấn hát. Em rất thích cái mẫu Hà người như vậy. Dạ đúng rồi, Hà Anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Em rất thích cái giọng hát của ảnh, ngoại hình của ảnh. Nói chung là hình mẫu lý tưởng của em là như vậy đó chị. Là kiểu như Hà Anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Lấy kiến anh đeo vô coi. Rồi giống rồi ha. Hả? Cái đó, cái yêu cầu anh đó thì em trai thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy từ khoảng 70% á. 70% đúng không? Dạ. Còn ngược lại em mong muốn một mẫu hình lý tưởng một cô gái như thế nào? Em chỉ cần một người bạn gái nhìn vào dễ thương, hiền, biết quan tâm, chia sẻ những công việc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Biết quan tâm gia đình, biết gì chồng gì con mà làm cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Rồi bền vững hơn. Rồi. Dạ. Cao thấp, nước da, cao tóc tai. Nãy em có nói em chỉ cao không có cao lắm, em chỉ cao khoảng 1.5 thôi. Thì em chọn bạn gái khoảng 1.58 hay không? Em cao 1.5 chọn bạn gái 1.58 hả? Được. Em cao khoảng 1.65 ạ. Dạ, 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 chọn khoảng 1.55. Hết hồn luôn, đang ngồi tính luôn á. Rồi. Dạ. Ô, chào anh. Dạ, anh chào anh. Dễ thương quá. Một cô gái, em thích nước da trắng hay là đen? Dạ, đen đen ạ. Đen hả? Con này không có đen, con này rất là trắng, trắng luôn á. Trắng em cũng thích anh ơi. Trời ơi. Mới nói xong. Bây giờ thích tóc tai làm sao? Dạ tóc thì ngang vai. Ngang vai? Dạ vai, ngang vai hoặc là dài hơn. Có nhuộm chút được không? Nhuộm thì nhuộm màu, đừng có lè lè quanh mà màu đen màu dẻ thì được. Nhuộm ai nhuộm màu đen? Nhuộm hạt dẻ ha. Dạ. Màu nâu nâu đẹp, nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Anh thấy bên đàn gái là anh chịu rồi đó. Vấn đề còn lại là có một vài cái chi tiết mà hai bên gặp nhau sẽ bàn thôi. Em đã đến lúc mình muốn về chung nhà với một cái người mình yêu thương chưa? Dạ, dạ có chứ anh. Ở rồi. Em đang sống cô đơn 30 năm rồi, em cũng đang muốn kiếm người thôi. 30 năm cô đơn rồi. 30 năm cô đơn. Thế tội quá nha. Đôi khi là trong cuộc sống này quá nhiều cái người yêu thương mình mà mình tìm chưa ra. Em không phải là người có tính ghen tuông gì không? Ồ, em hơi ghen đó anh ơi. Với tuần đó em đang nghi lắm. Em hay nghi ngờ lắm, mà cái người mà làm cho em thất lòng tin rồi rất khó là cái kiếm cái lại cái lòng tin lại cho em. Dạ, cái đó cũng là một khuyết điểm của em. Khuyết điểm đúng rồi. Ghen chắc anh nghĩ em khỏi lo đi. Thôi anh không tính lăng nhăng đâu. Anh chỉ yêu ai yêu một người thôi chứ không có tính lăng nhăng. Nhưng mà em không có đầy đủ để tạo cho cô ấy là một cái niềm tin hoài hoài không? Có chứ anh. Em sẽ yêu cô ấy đến trọn đời. Bởi vì nếu mà em không có chứng minh được mà sai một lần thôi là cô ấy không tin luôn á. Dạ. Tới mức như vậy luôn á, đúng không em? Không, không đến nổi gì đâu anh ơi. Không nổi hả? Dạ đúng rồi. Nãy cái gì mà quá lắm á, em mới vậy thôi chứ bình thường thì không có gì đâu. Em không thích đàn ông mà tính gì? Nói nhiều mà làm không được anh ơi, em không thích như vậy. Thôi, anh ít nói lắm em ơi, không có nhiều. Ít nói ế tới bây giờ luôn đó. Dạ, chắc vậy đấy. Vì ví dụ như là Nhân đi có bạn gái rồi, nhưng mà lâu lâu lên Zalo quét nhẹ cho nó quét quét rồi tìm xung quanh rồi vậy thì em cảm thấy sao? Đúng nếu em mà làm gì? Chưa quen biết gì em không sao, nhưng mà quen em rồi mà làm vậy là em không chịu đâu chị. Dạ chị ơi, Zalo về em ít xài lắm, Zalo chủ yếu làm việc trong công ty thôi. Thật sự là nếu mà hai người có một mối quan hệ với nhau rồi thì phải kiểu như là đó, ta chưa có người yêu ta càng ghét Zalo. Thì phải tôn trọng với nhau, mình tôn trọng anh đó và anh đó cũng phải tôn trọng mình. Em rồi ví dụ như là em thấy lên bạn trai em ví dụ lên Facebook á, cứ vô cái Facebook của cô kia thả tim thả like hoài thì sao? Cái đó không sao đâu chị, không em sao cũng, đúng không? Em cũng thả like nhiều lắm chị ơi. Em là vua like mà chị. Đúng rồi, mình câu like này kia, like thả tim bình thường đúng không? Dạ, em dạ dạ. Rồi anh thấy cũng ổn á. Ổn ổn dạ. Hợp để em qua em giao lưu nhà trai nè. Xin chào chị Nam Thư ạ. Dạ dạ chào anh. Dạ chào chị ạ. Mẫu bạn gái mà cái điều gì ở bạn gái mà anh không thích à?
đó là tính lăng nhăng chị. Em tính em không có lăng nhăng nên bạn gái cũng không có thích lăng nhăng giống em. Lăng nhăng? Dạ. Yeah. Không thích bạn gái lăng nhăng. Dạ. Yeah. Rồi cái gì nữa? Ví dụ như là không thích bạn, có thích bạn gái xe xua, chân diện quá hay là hay bà tám, rồi ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì nãy em nói là khoảng từ 1m58, 1m6 chị. Rồi rùng quá em không biết nói. Rùng. Bên đàn trai hơi rung á. Hơi rung hả? Dạ. Tại lần đầu tiên xuất hiện tới công chúng đó mà. Dạ. Anh nghĩ là bản thân mình có cái tật xấu nào mà xấu nhất không? Xấu hả? Em hả? Xấu chắc em cái gì cũng nhanh chị. Em làm nhanh, ăn nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, cái gì cũng nhanh á. Làm gì cũng nhanh hết? Dạ. À, là bạn nghĩ đó là tật xấu của mình hả? Dạ, dạ. Nhiều khi người ta không thích mình nhanh. Từ nãy tới giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện, nghe Diễm bên này nói chuyện thì dạ, anh tưởng tượng ra Diễm bên này là một người luôn gì? Dạ, em nghĩ chắc là bạn ấy là một người xinh xắn, dễ thương, hiền. Xinh xắn, dễ thương, hiền đúng dạ, không? Dạ. Có muốn gặp liền không? Dạ, muốn liền chứ vậy, chị cho dạ, em đứng lên. À, vậy. Muốn gặp liền đúng không? Dạ, em đứng luôn. Nhưng mà trước khi gặp Diễm thì mình đi qua bên gia đình cái này. Gia đình dạ, hai bên nè. Dạ. Diễm, hôm nay em tới đây em đi tham gia, em đi với ai? Em đi với chị họ với bạn làm chung á chị. À, chị họ và bạn làm chung của Diễm. Xin chào người nhà của Diễm. Nói được rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Dạ, em chào dạ, chị ạ. À, chào bạn Nam. Em thấy sao? Em thấy bạn Nam bên đó là sao? Dạ, em thấy cũng được. Thì theo như em đánh giá thì là bạn cũng khá chân thành. Dạ, hợp với Diễm không? Em thấy hai người là khá xứng đôi. Khá xứng đôi dạ, hả? Cảm ơn em nha. Em có cần góp ý gì cho trai lên đây để có thể hoàn thiện hơn với cái vai còn yêu của bạn em không? Em nói là em của em á là một cô gái rất là ngoan và hiền. Mặc dù là chị cả trong một gia đình á thì là lúc nào cũng, nói chung là cái xu hướng là lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho gia đình hết. Nên là Diễm thì cũng cần một cái người để mà yêu thương và chăm sóc Diễm. Thì là một người đàn ông đó thì là phải có cái bản lĩnh đó. Thì em nghĩ là như vậy là được rồi. Cái tính cách của chị em cũng giống như anh vậy đấy. Cũng cần một người như thế. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi có nói với người nhà mà do bận việc nhà. Em nói đi với lại anh bạn đồng nghiệp. Chưa? Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với Nhân, cũng là anh kết nghĩa với Nhân. Thì tính Nhân rất là nhút nhát. Làm việc mà trong cơ quan thì nhiều nữ nhiều lắm. Công ty sản xuất bên kết cấu thép là nữ, công ty Đại Dũng á. Thì nhân viên cũng có ngàn công nhân viên á. Mà anh Nhân rất là nhút nhát, mỗi lần giới thiệu anh gì là anh sợ anh trốn à. Nhậu hay là phải giới thiệu bằng nữ nào là anh trốn. Mà hôm nay anh đi là nói thôi mấy anh em trong phòng nói đi, anh cũng trốn, không cho biết luôn. Anh nói thôi qua mình anh đi thôi, đừng nói ai nha. Chụp hình, anh chụp hình thôi, anh cũng đừng gửi ai biết nha. Anh nhắc cực kỳ luôn. Mà anh được cái là anh rất là thích sưu tầm vàng. Sắm vàng không mà làm xong còn tiền bạc gì cái sắm vàng không mà không làm gì hết á. Hay à, cái này hay à. Đúng rồi, anh rất là thích về nghiên cứu về vàng. Thì em thấy là hai bạn cũng hợp. Thì Nhân rất là nhút nhát. Và bạn Diễm thì làm ngân hàng nữa, thì quản lý tài chính nên tốt với Nhân. Thì hai bạn cho nhau cơ hội là nếu được thì Nhân cũng muốn vợ rồi. Thì nếu bạn hai bạn cho nhau cơ hội thì cuối năm này thì mình tiến tới luôn cũng được à. Anh thấy Nhân gọi là dự trữ vàng á, nó nhiều nhiều chưa? Dạ nhiều lắm anh Linh ơi. Nhiều lắm. Ảnh là trong cơ quan mà sáng vô hỏi Nhân ơi hôm nay vàng lên hay xuống Nhân. Anh không nói, cái trưa trưa anh coi vàng vô bao nhiêu anh biết hết. Được ha, người đàn ông là có chuẩn bị hết rồi đó. Vậy là khỏe về cái việc là làm kinh tế rồi. Tài chính Nhân rất là mạnh á. Rất là anh mạnh. Nhân trong công việc anh rất là giỏi. Anh học trường đại học mà 4 năm. Anh đặt mục tiêu là anh học 3 năm rưỡi ra trường. Dạ, anh định đi qua Nhật làm. Mà anh học tiếng Nhật thì anh N mấy rồi, N4 sao. Anh định học anh đi luôn mà sau đó bị trục trặc gì đó nên anh không đi được. Rồi, cảm ơn anh đã cho biết những bí mật của Nhân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Cố lên, mạnh mẽ lên Nhân nha.
bắt đầu đi Nhân. Thì hôm nay đến chương trình anh có hai món quà là xin tặng em. Đó là một cái cây son mà anh không biết em thích màu gì, anh chọn đại cái màu hồng, anh hy vọng em sẽ thích thành cái màu giống như cái màu trên môi em đang xài sao á. Hy vọng em thích. Dạ. Xin tặng quà, đây là một cái chiếc chiếc nhẫn á. Dạ. Thì anh muốn tao tặng em để anh muốn muốn tặng anh em hả, đeo cho em hả? Em là sao? Bạn gái của anh ấy và người, cái người yêu tương lai và người vợ sau này của anh. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều. Đeo vô. Thôi để đó đi, anh từ từ đeo cũng được. Đeo đi, vàng anh mới mua sáng á. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi, vàng nó lên 40+ triệu rồi đó. Đi. Dạ được rồi, được chưa? À, em thì không có gì, em chỉ có một cuốn sách này thôi. Thì sách em đọc em thấy rất là hay, em không biết anh đọc chưa. Thì em đọc em xong rồi em cảm thấy là có nhiều cái để mình học hỏi. Như là một vấn đề thì nam nghĩ sao và nữ nghĩ sao. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. À, với lại anh có thể nhìn vào mắt em chút xíu được không? Em bớt run. À không có gì hết, em định khoe là em mới mổ cận thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Đấy, mình cứ tự nhiên như thế nha. Bắt đầu đi các bạn. Xin chào em, nãy giờ anh cũng có chia sẻ hết những cái ưu nhược điểm tính cách và cái cá tính của anh á. Thì em nghĩ anh là những người như thế nào? Thấy anh hơi chậm tính, có khả năng là phù hợp với yêu cầu của em đó. Dạ, anh thấy có em, anh cảm ơn em. Kiểu như nói thì anh thấy em có phần dữ không? Không, em thấy anh hiền mà, cười dễ thương nữa. Đó là chưa biết em thôi đó, em mà thân rồi anh sẽ biết. Thường rảnh đó, anh làm cái gì? Anh nói chung anh đi làm từ thứ 2 cho tới thứ 7. Thì tối buổi tối rảnh, nếu mà không tăng ca thì anh chỉ lấy sách anh học tiếng Nhật. Anh tiếng Nhật cố gắng hả? Học tiếng Nhật để tiếng Nhật anh học cũng nay cũng 3 năm, anh bỏ khoảng 3 năm rồi nhưng mà quên. Giờ anh lấy đàn học lại thì chính đốc nó cái kiến thức nó vẫn còn mà anh quên. Nhưng mà mình học để mình học kiểu như là để học mình biết hay là mình học để mình sau học này anh để có sau nhu này cầu cho cái nhu cầu trong công việc sau này nữa. Công việc anh có nghĩ, có nghĩ có là sau này có du lịch hay là gì không anh? Có đi du học hay là gì không? Không, anh không, anh chỉ học để đi làm thôi. Dạ. Sở thích của mình thường thường mình đọc sách như vậy hả? Mình có đi đâu hay là không? Nói chung bữa tối anh không có đi đâu do không có bạn gái, nhiều có nhà, bạn gái cho anh đi nhà nhiều á. Mình ở đó luôn hay sao? Anh thì quê ở Long An, nhà anh thì ở dưới thành phố. Quê Long An là khúc nào vậy? Nhà ở, nếu mà ở huyện, nhà ba anh thì ở huyện Thủ Thừa. Thủ Thừa. Ở nhà cô anh thì ở tỉnh Long An, ở thành phố Tân An. Nhà mình là anh cả hay sao vậy? Anh thứ năm trong gia đình. Thứ năm. Nhà mình có mấy người? Nhà anh thì có ba anh này, mẹ anh thì đã mất lâu rồi, nay chắc cũng có mấy năm rồi đấy. Dạ. Rồi chị anh thì anh này anh và hai người em thì tất cả đều có gia đình. Mình ở đây là ở nhà trọ hay sao? Anh thì anh ở trọ đây, cuối tuần anh này về quê lắm. Em tại thì vì nhà em là gần đó, gần Bình Chánh, từ nhà em xưa lên nhà Bình Chánh á thì cũng khoảng 10 cây, cái khúc Gò Đen á. À anh biết em, em lên đó thì sáng đi chiều gì em ở với ba mẹ. Hiện giờ em đang ở với ba mẹ luôn. Dạ, anh ở đó luôn á. Ba mẹ em thì nhà có ba người thôi. Ba em có ba người con gái thôi. Yeah. Em là chị cả. Thì do cái tính em là chị cả mà cái gì em cũng lo hết trơn á. Cho giống nên như anh, nếu anh mà sau này mình có quen nhau em có hiểu nhiều, em sẽ nói nhiều lắm luôn á. Và quan tâm thái quá hay cằn nhằn á, anh nếu mà được thì anh thông cảm giùm tụi em. Tại vì cái tính nó anh nghĩ đó xưa chắc giờ không rồi sao đâu. Đó do người ta thương mình, ta ấy không, mình nhiều ta mới người quan tâm không thích phụ nữ cằn nhằn anh ơi. Em cũng biết như vậy nhưng mà cái đó là bản tính của mình rất là khó sửa. À anh nghĩ đó không sao. Vậy anh có thể cho em biết là nếu mà muốn một mối quan hệ lâu dài thì anh nghĩ là mình cái mối quan hệ thì cái yếu tố nào quan trọng nhất? Em thì quan trọng mình phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc tới người mình yêu. Dạ. Quan lo tâm, lắng. Em và nghĩ chia sẻ những khi một cái nữa là phải tạo cái niềm tin cho nhau nữa. Đúng rồi, phải biết tôn trọng đúng nhau, rồi, tin tưởng. Tôn trọng, niềm tin. Thì nếu mà sau này mà có quen nhau, em có cái gì mà nóng quá. Thật sự là nóng, em nóng lên em không biết gì đâu. Em nói những cái rồi là làm người khác tổn thương lắm luôn á. À, yeah. Thì mong là anh thông cảm giùm em. Thật chất em lúc đó em không biết gì đâu. Okay, nhưng mà xong mà nguội rồi em cảm thấy em có lỗi là em sẽ năn nỉ, em sẽ xin lỗi lại. thì anh cũng có hỏi gì em không? Có muốn không em biết nếu gì em? Mà nếu muốn tiến tới hôn nhân thì em nghĩ khoảng bao lâu? Em nghĩ là phải để tìm hiểu đã. Nhằm khi mình gặp nhau gì mình cũng không biết đâu.
phải tìm hiểu nhau. Nhằm khi anh thấy em như vậy chứ tính tình của em anh chưa biết được, nhiều khi anh nói vậy thôi chứ dễ thương ấy. Cười anh tiếp xúc với em nhiều em không, em sợ anh không chịu được em thôi. Dạ. Rồi em muốn, nếu mà cưới nhau thì em muốn có mấy đứa con à? Cái đó em không biết nói trước được, thì tới đó tính tình thôi. Dạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình làm một cái hành động để kiểm tra cảm xúc của mình ha. Dạ. Mời hai bạn mình đứng lên nha. Rồi bây giờ mình nắm tay nhau đi. Đây chị cầm sao cho, đây chị cầm cho đó, nắm vô không sao. Trời ơi, nắm tay gì? Bạn gái mà không hỏi nắm sao? Đây. Ta chưa có bạn gái mà. Rồi, mình nắm và mình nhìn vào mắt nhau nha. Xem thử cảm nhận của mình về đối phương như thế nào. Em thấy anh nó đang rất là rung luôn á. Em rung mà anh rung nghe em đó. Tại vì nó hồi chưa nắm tay bây giờ. Thật nghiệp quá vậy. Rồi. Có thể hát một bài đó tặng bạn nữ gì đó. Thì anh thì tính anh hát. Ủa, không sao buông rồi, buông rồi, nắm nó đi. Chưa mà. À, anh kêu nắm nữa, mình nắm nữa. Cứ cảm giác chúng ta để đó khoảng chừng vài phút đi. Anh thì hát không có hay, anh trong công ty thường mà mọi người đi hát anh chỉ vô anh ngồi anh nghe thôi. Thì anh đang hát anh tặng em một bài, nếu mà em thuộc thì hát cùng anh nha. Dạ. Yeah. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh, buổi hẹn hò còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Rồi em xin hết. Yeah. Dễ thương dễ lắm á, khó ai hát vậy lắm, đừng giỡn nha, có duyên lắm á. Dạ cảm ơn anh. Anh về chỗ đi. Chắc là sau khi nắm tay thì mình hiểu được cảm xúc của mình như thế nào rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái bước hết sức quan trọng là bấm nút đó. Xin mời cả hai bạn mình đặt tay vào nút bấm. Một lần nữa chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cho mình một câu trả lời. Người ngồi đối diện mình, cho mình một câu trả lời là người ngồi kế bên mình có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không. Nếu đúng là một nửa của mình thì đừng ngần ngại, hãy bấm nút. Còn nếu không phải thì chẳng sao cả, nhưng cơ hội đó lại cho người khác. Tất cả mọi thứ trên đời này có thể thay đổi, duy chỉ có cảm xúc của bản thân mình là không bao giờ thay đổi thôi. Và hãy luôn trung thực với chính cảm xúc của mình, đừng vì một điều gì cả mà bấm nút nha. Rồi. Bạn chưa đến luôn. Em chờ lâu quá em bấm luôn. Em làm lâu quá Thư ơi. Em làm lâu quá hả? Oh my god. Em lâu quá. Lâu quá đúng không? Tính em diễn cũng nhanh á. Ừ, diễn nhanh đó. Nhưng mà khi lấy vợ có những điều không phải nhanh được nha. Dạ. Là gì anh? Chăm sóc vợ phải từ từ. À. Chăm sóc nhanh quá mình giống như là dạ, làm cho có lệ không được nha. Dạ, em biết rồi. Rồi nắm tay nhau đi. Mà làm có lệ. Nắm tay nhau đi kìa. Nắm tay phải lâu lâu. Chứ không dạ. Nắm tay rồi buông liền. Nắm hai tay cho chắc à. Đó. Anh thấy nghe các em làm chủ gia đình quá. Em ơi, đúng rồi, em là anh em làm đúng thương. Làm chủ gia đình luôn á, em làm chủ cuộc chơi này luôn đó. Trời, em làm chủ nguyên cái bọc vàng ở nhà lắm đó em. Anh à, anh mua được nhiều cây rồi. Dạ. Đủ tiền cưới vợ. Đủ tiền cưới vợ. Rung không? Nãy tay rung không? Tay còn rung nè. Nắm hai tay cho bớt rung, rung quá là nó không biết rậm gì luôn. Trời ơi trời, thấy thương ghê. Rồi. Dễ thương xong quá. Xong rồi nắm hai tay mà vẫn còn rung dễ sợ luôn vậy đó. Rồi, bây giờ mình làm tới cái việc này là rung hơn nè. Mình phải thực hiện một cái thủ tục quy định của bảng hẹn hò. Hãy dành cho nhau một nụ hôn ngay tại sân khấu này như đúng là rồi. Một bằng chứng chứng minh cho tình yêu sắp tới của chúng ta. Xin phép quý vị khán giả và anh Quyền Linh diện thưa cho em hôn bạn gái một cái. Trời. Dễ thương không? Ảnh rung lắm. Rung lắm. Ảnh rung mà cảm thấy anh rung bập vậy nè. Đây là giống như từ xưa giờ lần đầu tiên luôn đó. Dạ. Ủa sao buông tay rồi? Nắm vô, níu vô hai tay luôn. Ừ, nắm vô. Không có được buông nha. Thấy thường quá à. Nè, cái chỗ cần đứt với thủ thừa đi gần nhau lắm nha. Dạ, giáp luôn nha. Giáp luôn á, sát dạ, bên á. Đây, bữa chiều em có đi đâu. Đi làm về em có đi đâu. Không, về nhà thôi. Dạ, đi đâu. Anh xuống nhà em được. Dạ, được anh. Dạ, được. Hai người nói chuyện luôn đi. Chịu đi. Thấy hợp lắm, đứng xuống luôn. Chịu xuống luôn. Dạ, không được đâu, bà em khó lắm. Dạ.
Giờ xuống luôn hả? Rồi giờ xuống luôn hả? Vậy tuần sau á, tuần sau em về nhà anh chơi nha. Dạ dạ. Tuần sau em về nhà anh chơi hay anh về nhà em chơi? Em về nhà anh chơi. Ủa anh về nhà em chơi. Ủa, bạn gái về nhà em chơi. Rồi rồi rồi. Ừ. Rồi, rồi. Dạ, rồi, rồi. Bây giờ em ba với mẹ đang xem chương trình đó. Đúng rồi. Em hứa gì đi, ba đàn gái nó đang xem đó. Nói em hứa gì với đi. Mọi người. Dạ, hứa với gia đình bác gái và ba bạn gái và mẹ bạn gái. Dạ bạn gái đang người ta đang coi chương trình đó. Dạ, dạ. Nhìn vô đó nói. Dạ bạn gái luôn. Em bắt đầu nói lại nè. Em xin hứa với gia đình bạn gái là với bạn gái là em sẽ yêu cô ấy đến trọn đời. Em sẽ vì cô ấy và vì con để chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống á, để giúp hai người hiểu nhau hơn. Ảnh nó rất là xúc động và tinh thần. Dạ dạ. Rồi. Được đấy. Dễ thương lắm. Em về em gọi là làm trao chủ. Đổi làm em chủ để cho anh đài của thoại nha. Liên hệ nha. Đừng có để là đàn ông sao hỏa nha. Đàn ông đang ở hành tinh này đó. Tối nay anh sẽ đọc. Rồi. Ông yeah, hiền yeah. Mà ông thương dễ sợ. Giờ bạn gái rồi mà xíu là em cho anh số điện thoại nha. Bây giờ chúng ta đến đây để xem phim nè, để yêu nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng đang chờ các bạn. Dạ, yeah, xin cảm ơn. Vé đâu anh? Mày cái gì mà? Hả? Vé đâu? Cái này là cái đại diện cái vé. Đưa cầm này tới. Xong xíu xuống dưới ban tổ chức đổi vé cho nha. Anh tưởng người có vé thiệt. Cái đó tới cũng được á. Được, người ta đuổi đi, không có vé. Không có đuổi đâu. Trời đất ơi. Đây nè, đây là cặp gối. Giỡn. Cặp gối của nệm cao su Vinalatex và một phiếu giảm giá 50% dành cho các bạn. Dạ. Cảm ơn. Gửi tặng đến các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Alatix nhập khẩu từ Thái Lan. Đây. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng giá trị sản phẩm lên tới 7 triệu đồng. Dạ. Một món quà của Việt Nam, cacao mật của đất. Hy vọng tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào những thanh sô-cô-la này. Em cầm đi, cho nhẹ. À, dạ. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và chiếc TV này sẽ nằm trong nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Rồng quan rất. Rồi, một lần nữa, cảm ơn. Dạ. Cũng biết lắm ha. Cũng hài hước lắm á. Còn luôn cây son, cây son, cây son bỏ vô túi nha. Thử bỏ vô túi nha. Bỏ túi em. Về mà đánh chứ không phải ông đóng nha, đánh nha. À. Rồi. Em, về đánh lộn á. Em sẽ đánh chúc cho mừng cho bạn gái. Tình yêu của hai bạn một lần nữa. Xin mời hai bạn đây. Để cho bạn gái đi trước đi. Em đi trước đi bé. Bao giờ cũng theo bảo vệ bạn gái nha. Em thật. Không, bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đối với phụ nữ thì em nghĩ rằng là phụ nữ đừng có nói nhiều quá nha chị. Thế là được, và đừng có soi mói người khác. Còn khi nào mà về làm vợ ấy thì đừng có cái thói là mong muốn kiểm soát sở hữu và điều khiển chồng quá mức là được. Hai bên dầm qua dầm lại nhau, nhìn nhau nhường nhịn nhau là được chị. Thế thôi. À. Bạn nghĩ bạn có tật xấu gì không? Em nhiều tật xấu lắm. Sợ kể không hết, không nhớ nhiều. Vài cái thử coi. Ví dụ như là như cái em vừa kể lúc nãy nhá. Rồi ngoài ra thì tật xấu của em ví dụ như là tật xấu hay là nhược điểm chị? Tật xấu nhược điểm nó cũng dần dần. Tật xấu của em là tiêu hoang á. Nhìn chung là mình cũng sống tiết kiệm thôi, nhưng đôi khi hứng thú lên là xóa luôn. Thế sau này rồi bây giờ đã rồi tiến tới hôn nhân nữa thì cái đấy thì em nghĩ rằng là khi mà thường khi có gia đình thì mình có căn ra phần này là với cho vợ cho con bố mẹ, thế còn một phần của mình thì sẽ nói chung là đến cái thời kỳ đó là mình có chi tiêu nó tốt hơn. Đó. Và ngoài ra thì một cái nhược điểm khác nữa mà em cũng hay mắc phải là kiểu thương người hại mình. Ví dụ? Mình cũng hay nể nang bạn bè đồng nghiệp đó. Thì họ cứ kêu khó thì ok mình giúp, nhiều khi lại thành bị hiểu lầm. Nếu mà giúp về bình thường và nếu mà giúp về vật chất thì thường thôi, giúp xong là mất luôn. Em tên là Thanh Xuân ạ. Hiện nay em đang làm ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ạ. Quê em ở đâu, em bao nhiêu tuổi? Em đến từ Bắc Ninh ạ. Em năm nay cũng 33 tuổi rồi ạ. 33 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Dạ vâng. Nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở đâu? Hiện tại thì em đang làm việc ở chi nhánh Kinh Bắc thuộc thành phố Bắc Ninh ạ. Hả? Em nói lớn lên chút xíu mới được. Em đang làm việc ở chi nhánh Kinh Bắc ở thành phố Bắc Ninh ạ. Làm ở thành phố Bắc Ninh. Dạ vâng ạ. À, là từ Bắc Ninh vào đây đăng ký chương trình thôi chứ không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ. À, đang ở Bắc Ninh. Bạn là Xuân, gì Xuân bạn? Em là Thanh Xuân ạ. Thanh Xuân. Dạ. 30. Đứng đây, bên đây làm trai nghe không có rõ. Em nói lớn lên bên kia mới nghe được, anh Linh mới nghe được. Dạ vâng, em hiện nay em 33 tuổi ạ. Em 33 tuổi, Thanh dạ Xuân vâng. 33 tuổi. Vâng. Làm ngân hàng BIDV ở Bắc Ninh. Bắc Ninh. Dạ vâng. Sống ở Hà Nội hay Bắc Ninh luôn em? Em sống ở Bắc Ninh ạ. Ở Bắc Ninh luôn. Vâng. Rồi. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh.
Chào chị Cát Tường và bạn kia. Chào các quý vị khán giả. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Thọ, Đặng Chí Thọ, sinh năm Quý Hợi 1983, sống và làm việc tại Hà Nội. Từ Hà Nội vào đây luôn. Đã, em bay vào đây. Dạ. Ồ, hôm nay có hai người từ Hà Nội bay vào, một người từ Bắc Ninh, từ Hà Nội ha. Dạ. Bắc Ninh có... là cách Hà Nội bao nhiêu cây anh Linh? Cũng mấy chục cây à. Có ở đâu 40, 45 cây. 40 cây cũng dạ. Gần mà, dạ. không xa đâu. Dạ. Nhưng mà bay là bay từ sân bay Hà Nội vô luôn hả? Dạ vâng ạ. À, dạ. Mà phải sao không dạ, vâng. Có duyên đi chung máy bay còn hay nữa nha. Dạ. Nhiều khi quen nhau trên máy bay chút mở lên, ủa mới ngồi chung chuyến bay đây mà. À, em bay vô cũng có nào? Khi đây cũng có khi đó dạ, hả dạ, dạ. Em bay vào tối hôm qua. Tối hôm qua còn anh bay vô nào anh? Dạ cũng tối qua. Ồ hay rồi nha, cái vụ này có duyên rồi đấy. Rồi bây giờ nhưng mà có khi không biết nhau đúng không? Dạ đúng rồi. À, Thọ làm công việc gì? Em làm về giám sát cái tập đoàn tài chính. Ồ dạ. Giám sát các tập đoàn tài chính tức là bên em có quy định một số các cái nhóm công ty mẹ con hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính, ví dụ như cái này thì cũng không tiện nói tên lắm, nhưng mà nhóm các công ty mẹ con hoạt động chính yếu trong lĩnh vực tài chính và có 2/3 các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm thì thuộc cái diện bọn em theo dõi và giám sát, hiện giờ là giám sát từ xa. Ồ yeah. Bây giờ bạn làm công việc gì, có chức vụ trong đó không? Rồi, nói chung là cũng được lãnh đạo tin tưởng nên em cũng có phụ trách một phần ở trong phòng. À, dạ. Làm trong phòng rồi lên tới phòng rồi đó. Dạ vâng. À, đây là một trong những người mà tôi nghĩ rằng là cũng hợp bên kia đó. Bên kia cũng làm về tài chính, về ngân hàng. Rồi. Bây giờ bạn nữ nó giới thiệu lớn một chút xíu nha, cho bên kia người ta nghe với. Bạn hãy giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em nghĩ là em cũng có một số ưu điểm bên cạnh một số hạn chế, nhưng mà ưu điểm của em thì cũng là một người phụ nữ mà công dung ngôn hạnh. Còn về những cái ngoài ra thì nói chung là cũng là một người phụ nữ mà theo như mọi người đánh giá chung thì cũng là đảm đang nữ tính, và còn nhìn cũng hình thức cũng tương đối đó. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em có một cái hạn chế là em cũng hay giở cao su. Và nếu như mà có đi cùng nếu như trong một cái cuộc nào đó mà có một người bạn trai đi cùng là em thường hay không để ý đường á, là em cũng hay quên đường. Hay giờ cao su là tại vì em hẹn hò với bạn trai rồi em ỷ bạn trai đợi, em đi máy bay em thử em giờ cao su coi em bay được không. Vâng, cái đó thì em luôn luôn phải đến sớm á. Đúng rồi. Giờ anh tưởng tượng người yêu em như máy bay đi. Đi đúng giờ liền à. Đúng rồi anh. Đúng không? Dạ đúng rồi, trễ giờ là trễ giờ chuyến lên đó. Ừ. Mà thường em trễ là trễ bao lâu? Ví dụ hẹn hò vậy là em trễ là trễ bao lâu? Chắc là em cũng phải trễ tầm đến 10-15 phút ạ. Ôi 10-15 phút thì chấp nhận được. 10-15 phút, phụ nữ lúc đấy đang trang điểm mà em đợi đằng tiếng được ạ. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi. Chứ miễn là đi được việc là được rồi. Được rồi. Anh phải nói thì sao? Anh nói vậy là mai mốt cổ càng nghĩ lại của cho anh đợi nữa rồi anh đừng đổ thừa ông mai bà mối nha. Không sao chị ơi, em riêng phụ nữ làm đẹp thì em đợi được. Còn nếu làm cái khác thì em hơi mất kiên nhẫn. Rồi. Yeah. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có tìm hiểu hai người nữa. Hai người. Vâng. Nhưng mà em nghĩ là do câu chuyện của duyên số, và ngày hôm nay thì em cũng rất là có duyên để gặp anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên đây và các anh chị khán giả ở đây ạ. Rồi. Em cũng rất hy vọng là biết đâu là có một kết quả tốt đẹp. Chị cũng hy vọng như vậy. Thôi uống công mình đi vào đây xa xôi ha. Mình đăng ký bao lâu rồi thì được chương trình gọi? Em thực ra thì em cũng đăng ký khá là lâu rồi. Em đăng ký cũng khá là lâu rồi. Ủa có lâu bằng anh không em? Từ năm 2015 giờ anh. Hả? 15. Dạ. Nghe vậy? Thôi. Còn bạn đăng ký bao lâu rồi bạn gái? Em đăng ký chắc là cũng khoảng tầm nửa năm thôi ạ. Nửa năm. Anh vâng. Kia là 2 năm. Biết ạ. À. Xin rồi. Thông báo thế này nha. À, cái câu chuyện của hai bạn này để nói cho các bạn thấy rằng hôm nay bạn rất có duyên với nhau. Yeah. À, lịch trước chúng tôi đã thông báo lịch gặp hai bạn một lần rồi. Yeah. Nhưng bạn gái bên kia bận. À. Tháng trước đó thì em cũng thấy bên nhà đài thông báo thì lại có cái đột xuất của tháng trước đó nữa. Tháng này thực ra thì nói chung em cũng thấy nó có cái thử thách đây. Ví dụ tháng này mọi người thông cảm chút là đáng ra thì cũng có thể khó để em chạy vào trong này được. Nhưng mà cũng đã rất cố gắng để chạy vào đây và mong mọi người thông cảm chút. Là hiện giờ em đang khó về cử động, em đang bị gãy xương.
bạn bị té gãy, bị gãy xương, gãy cái tay, có thể không bắt tay được luôn đó. Và đợt này bạn ấy cố gắng vào đây và cũng để gặp cái người đã lỡ hẹn một lần rồi và đúng ngày đó bạn đó rảnh luôn. Như vậy là một cái duyên rất là lớn ha. Là hiện tại bây giờ là anh đang bị gãy xương đó hả anh? Đúng rồi. Mà vẫn vào đây. Wow. Như không vậy là chị lòng được tay đó nha. Chị nghĩ là bạn gái phải có một món quà gì đó tặng bạn trai. Việc tấm lòng bạn ấy đó không, dù là đau trong người nhưng mà vẫn cố gắng. Em rất là cảm kích với cả hành động của anh ạ. Rồi, bây giờ em cảm ơn anh đã dành thời gian cho em một bài. Nha. Hát lớn lên cho thoải mái, cho bớt rung, em đang rung quá. Em thực sự rất là xúc động vì là được có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì em đến từ quê hương Bắc Ninh thì thực ra thì em cũng không có hát hay và cũng không có thuộc nhiều bài hát. Nhưng mà chắc là cũng sẽ tặng quý vị khán giả một vài câu. Bắc Ninh là quê hương quan họ thì quan họ cũng được UNESCO công nhận là tổ chức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Là em thôi, em có một chút món quà tinh thần để gửi tặng mọi người ạ. Lớn lên nha. Em xin hát vài câu của bài hát là Những Cô Gái Trên Quê Hương Quan Họ. Rồi, mời em. Trên quê hương quan đi hỏi một nán nắng y cũng mang điệu dân ca. Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng y. Những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hồi. À quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang hi. Việc nước việc nhà ven y toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên. Hát hay lớn như vậy mà sao nói bé xí à. Bạn trai cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Chị ơi, em chưa bao giờ nghi ngờ dân Bắc Ninh hát không hay bao giờ cả. Giọng hát rất là ngọt chị ạ. Đúng rồi, giọng rất là ngọt. Rồi bạn trai, bên kia cũng đã trải là hai mối tình rồi. Dạ. Thế mình chia sẻ việc của mình đi ha. Dạ. Thế mạnh, thế yếu của bạn là gì? Đối với em thì thôi mình nói thế mạnh trước đi. Thế mạnh của em thì đối với bản thân em thấy rằng là em là người tốt tính và sống có năng lượng tích cực. Đối với gia đình thì là một người con hiếu thuận. Nhìn chung là em thích nghe người lớn nói và lắng nghe họ, họ dạy bảo. Còn đối với công việc thì em trong công việc thì chuyên nghiệp, có tính trách nhiệm đối với công việc và sáng tạo trong công việc. Đối với xã hội, quảng với bạn bè thì nhìn chung là em tự thấy và bạn bè cũng nhận xét em là một người quảng giao và hòa đồng. Nói chung là cứ sau buổi thứ nhất hoặc buổi thứ hai, sau khi mà giống kiểu như mình phá vỡ cái hệ thống phòng vệ tự nhiên trong cái giao tiếp ấy, thì em sống nhiệt tình hơn và tận tình. Còn đối với điểm yếu thì nhìn chung là nhiều ấy, nhưng mà em thôi cứ liệt kê một số cái cũng theo kiểu vậy. Thì một cái điểm yếu về sinh hoạt cá nhân của em ấy, đấy là em có cái tính cũng xuất phát từ cái mình sinh Quý Hợi anh 83 ấy. Có nghĩa là ở nhà mà nắm được cái điểm yếu cứ cho ăn thật no, uống thật say hay là ăn no uống nhiều là em chỉ lăn ngủ ngay lập tức, không có đi chơi đâu được á. Đấy là cái mà sau này nếu mà vợ mà phát hiện ra là không sợ anh em mình đi chơi ở ngoài. Đúng rồi, cứ toàn no là ngủ thôi. Yeah, yeah. Vậy cũng cái được nữa ha, thì dễ nuôi ha, dạ. Dễ quản lý nữa. Đúng chị. Lắm. Mà anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ em trải qua thì một vài mối tình, trong đấy thì có hai mối tình em thấy là có thể đã đặt ra có nhiều cái dấu ấn đối với bản thân. Mối tình đầu tiên thì em yêu từ hồi sinh viên, hồi sau khoảng 4 năm gì đó thì có chia tay. Sau đấy thì khoảng 6 năm sau thì em lại có yêu một người khác nữa, cũng được 2 năm. Tuy nhiên cái điểm mà lưu ý ở trong này đấy là sau khi mà chia tay cái người yêu thứ hai á, thì có một thời gian em có gặp lại cái người tình đầu tiên á, tức là cô người yêu đầu tiên ấy, và hai bên có với nhau một em bé. Dạ, à. Em gái, con gái, năm nay gần 4 tuổi. Dạ. Nhưng mà tức là em trở lại mối tình đầu tiên. Đúng rồi anh. Và lấy nhau. Dạ, đúng rồi. Có một bé gái. Dạ. Và đã ly hôn từ hồi năm 2015. Được 2 năm. Lý do tại sao ly hôn em?
Thực ra thì ai cũng muốn giữ hạnh phúc gia đình cả. Nhưng mà theo quan điểm em thấy thì có 3 lý do. Nhìn chung là những cái gì mà giống như lời nói đã buông đi mà với thái độ không tích cực ấy, thì rất khó lấy lại. Có 3 thứ em thấy là nó ảnh hưởng tới hôn nhân. Thứ nhất là lời nói đã buông đi. Thứ hai là những mũi tên về thù hận, về xích mích nhau đã bắn ra rồi thì khó thu lại. Và cái thứ ba là tình yêu đã mất thì rất là khó để có thể hàn gắn được, cho dù là cả em và cả bên vợ cũ đã có một số cố gắng. Tuy nhiên nhìn chung là hai cá tính quá là mạnh mẽ thì hai bên, một bên nếu mà mềm đi, buông đi một chút thì ok. Nhưng nếu mà bên nữ mà vẫn cứ rắn quá và không chịu mềm để hai bên cùng hòa hợp. Nhưng mà thật sự là cũng đáng tiếc là tại vì đâu phải gặp nhau rồi cưới nhau liền. Đã đúng chị. Chia tay một lần, quen 6 năm chia tay một lần rồi. Mà gặp lại rồi kết hôn mà vẫn chia tay nữa thì đáng buồn thiệt. Em cũng rất là đáng tiếc cái đó, nhưng hiện giờ thì nhìn chung là cũng giống như người ta nói là hết duyên, hết số gì đó chị. Mà hiện giờ là con đang ở với ai anh? Dạ, con giờ đang ở với mẹ chị ạ. Dạ. Dạ. Rồi. Hiện giờ trẻ đang còn nhỏ tuổi cho nên là cháu ở với mẹ thì sẽ phù hợp hơn về việc chăm sóc. 2015 tức là 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ vâng. Bạn gái em có suy nghĩ gì không về cái hoàn cảnh của ảnh hiện tại, em có ngại gì không? Hiện tại thì em nghĩ là cuộc sống thì mỗi người một cái duyên ấy. Thế em chắc là em cần phải ít nhất là em cũng phải nhìn mặt của anh và em có những cái buổi tiếp xúc nó gọi là trong những cái một cái khoảng thời gian để mình hiểu về nhau nhiều hơn, hiểu rõ về con người của nhau nhiều hơn thì lúc đó em mới có được những cái nhìn nhận chuẩn hơn ạ. Còn hiện tại thì em cũng thực ra vừa lấy là em cũng chưa có nghe rõ là cái nghề của anh nói, tức là em chỉ có nghe qua có hiểu được là anh là làm về bên tài chính thôi chứ cũng chưa chưa rõ về cái nghề nghiệp của anh. Anh giải thích sơ cho em nhé. Ví dụ như em làm bên BIDV ấy thì có cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước ấy. Vâng. Sẽ là cơ quan thanh tra giám sát trực tiếp. Thế nhìn một cái bên mà offsite supervision ấy, thì là một bên khác. Cái bên cơ quan thanh tra giám sát, cái cơ quan giám sát độc lập ấy, em. Vâng. Mà không phải bên thanh tra ấy, thì bên anh có thể làm là giám sát từ xa đối với lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, giám sát chéo. À, thì bọn anh sẽ thu thập thông tin từ phía bên em. À, tức là anh cũng có khả năng là sẽ giám sát về phía bên của em nhá. Ừ, tất nhiên là bên tập đoàn của em thì ok. Khả năng là giám sát luôn tập đoàn của em đó, bên ngân hàng của em luôn đấy. Có bên em giám sát. Thôi cái chuyện đó một lát nữa thì hai người gặp nhau mình sẽ trực tiếp hơn về hoàn cảnh sống hay công việc của nhau ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thực ra thì em thấy là một người bạn trai thì em cũng rất là thích một người, thứ nhất là một người tâm lý á. Một người tâm lý hiểu và có thể chia sẻ cùng em mọi vui buồn trong cuộc sống ấy. Và thứ hai là bây giờ thì cuộc sống hiện đại nó cũng khác rồi, thì có nghĩa là làm sao mà trước kia thì cái mong muốn của em nó, em thấy là ví dụ như em rất là thích một người đàn ông là trong khuôn mặt nó khôi ngô tuấn tú, hoặc là ví dụ như là mọi người các cụ thường hay nói là tai to mặt lớn miệng rộng trắng cao chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là cuộc sống nó đơn giản hơn, thì làm sao mà để nó có một cái sức hút lẫn nhau ấy. Và thứ hai là khi mà mình sống là mình có thông cảm với nhau chứ, để không tạo bất cứ một cái sức ép tâm lý nào cả ấy. Ví dụ chẳng hạn như là có những cái sở thích nào là cũng phải cùng nhau, hoặc là cho dù có công việc bận hay bất cứ một lý do gì thì cũng phải luôn đặt gia đình lên trên hết ạ. Còn gì nữa không em? Nói chung em cũng thích một người đàn ông lãng mạn một chút. Lãng mạn một chút. Bạn trai em có phải là một người lãng mạn không? Em nghĩ em là người lãng mạn chị ạ. Em là người rất là chiều người yêu, rất chị ạ, rất chiều người yêu. Nhưng mà cái đấy gần như cũng là cái yếu điểm của em ấy. Tại vì sau này ấy thì người yêu là hay có nuông chiều quá, thành ra nhảy lên đầu, lên cổ mình. Trời. Nhà em mới là nội ngoại đều có gen kính vợ hết chị ơi. À vậy dạ. Hả? Rồi. Có nhảy tới cỡ đây đi xuống được rồi, đừng lên tới đầu cổ. Bây giờ bạn trai muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Thực ra thì em có nhu cầu tiến tới tìm vợ ấy. Thì nó có rất nhiều cái hình mẫu, nhưng mà thực ra thì ví dụ như mẹ mình cũng thể hình mẫu, hoặc là mẹ của bạn gái bên cạnh hạn thế. Em thì thường ví dụ em có cảm tình với cái đài các của Ý Lan hoặc chị Giáng My hạn thế, hoặc là những cái lý luận như kiểu chị Trác Thúy Miêu. Nhưng mà thực ra em thấy
gần đây em có thấy rằng là em chỉ cần phấn đấu một phần của một chị thôi. Thì cái chị này tên là, chị này được cũng có lên truyền hình hôm rồi á, là vợ phải thế số 8 á, chị tên Dạ Thảo em. À. Được một phần chị đấy là được rồi, gia đình chỉ cần thế là được thôi anh. Ông chồng cũng chỉ cần được một phần như thế là được. Rồi, bây giờ trước khi chị qua coi mặt anh này ha, em có cái chi tiết cụ thể mong muốn về ngoại hình như thế nào? Hay là có cái hình mẫu lý tưởng như thế nào không? Để em miêu tả để chị qua chị xem. Em không cứ một người đàng hoàng và nhìn sáng sủa là được rồi. Đàng hoàng sáng sủa. Có cái điều gì em không thích không? Về ngoại hình có kỵ điều gì không? Hay là sao cũng được? Tao chỉ cứ nhìn nhận xong rồi gì? Chị cứ nhìn thôi phải không? Mà chị thấy được em là em cũng ok ạ. Chị thấy được em ok, rồi okay. Chị khó tính lắm em ơi. Chào chị. Rồi chào. À, bạn... Em Thọ. Không, bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đối với phụ nữ thì em nghĩ rằng là phụ nữ đừng có nói nhiều quá nha chị. Thế là được, và đừng có soi mói người khác. Còn khi nào mà về làm vợ ấy thì đừng có cái thói là mong muốn kiểm soát, sở hữu và điều khiển chồng quá mức là được. Hai bên dòm qua dòm lại nhau, nhìn nhau, nhường nhịn nhau là được chị. Thế thôi. À. Bạn nghĩ bạn có tật xấu gì không? Em nhiều tật xấu lắm. Sợ kể không hết, không nhớ nhiều. Vài cái thử coi. Ví dụ như là như cái em vừa kể lúc nãy nhé. Rồi ngoài ra thì tật xấu của em, ví dụ như là tật xấu hay là nhược điểm chị? Tật xấu, nhược điểm nó cũng dần gần. Tật xấu của em là tiêu hoang á. Yeah. Nhìn chung là mình cũng sống tiết kiệm thôi, nhưng đôi khi hứng thú lên là xóa luôn. Thế đó. Sau này rồi bây giờ đã rồi tiến tới hôn nhân nữa thì... Cái đấy thì em nghĩ rằng là khi mà thường khi có gia đình thì mình có căn ra phần này là với cho vợ, cho con, bố mẹ. Thế còn một phần của mình thì sẽ, nói chung là đến cái thời kỳ đó là mình có chi tiêu nó tốt hơn. Đó. Còn ngoài ra thì một cái nhược điểm khác nữa mà em cũng hay mắc phải ra là kiểu thương người hại mình. Ví dụ? Mình cũng hay nể nang bạn bè, đồng nghiệp á. Thì họ cứ kêu khó thì ok mình giúp, nhưng nhiều khi lại thành bị hiểu lầm. Nếu mà giúp về bình thường, còn nếu mà giúp về vật chất thì thường thôi, giúp xong là mất luôn. Còn ngoài ra thì nếu mà về quan hệ bình thường thì cái nhược điểm của em mới là nhiều khi mọi người nhìn vào ban đầu á là thấy em hay thuộc dạng khó. Nhưng mà em cũng vừa nói là cứ chơi với nhau khoảng độ qua được 2-3 buổi á thì em sẽ cởi mở hơn nhiều. Thôi bây giờ nếu như bây giờ được thì mình nghĩ khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Đấy, em nghĩ rằng là hôn nhân á thì khi mà tìm hiểu nhau, bạn nữ mà cảm thấy phù hợp. Thực ra hoàn cảnh của em nghĩ rằng một người phụ nữ cần phải có cái thông cảm, vị tha về có những cái hoàn cảnh riêng. Cho nên nếu mà cái thời điểm đấy thấy phù hợp mà thưa với bố mẹ hai bên ok thì mình tiến tới thôi, không quan trọng về thời gian. Em nghĩ cái đấy không quan trọng lắm. Rồi, được rồi. Cảm ơn bạn. Thank you. Rồi, đến qua thăm đàn gái coi sao nha. Chờ chút xíu. Xin chào anh. Xin chào em. Hồi nãy anh có nói là cái yêu cầu của anh kiếm người vợ nó giống như vợ của anh vậy đó. Vâng. Vợ anh tên Dạ Thảo mà. Giống vợ anh, vợ anh thì cũng hiền, dân miền Trung. Vâng. Vợ anh cũng hiền lắm, thấy em cũng hiền lắm á. Em có yêu cầu gì bên đàn trai không? Em thì... Đấy, em chỉ mong muốn là em nếu giả sử mà có duyên thì tức là cái người chồng sau này của em phải là một người luôn luôn coi gia đình là trên hết ấy. Kể cả sự nghiệp hay là bất cứ một cái gì đấy thì anh phải đặt gia đình lên trên hết. Và thứ hai là khi mà anh sống thì anh phải có một cái nguyên tắc, chứ không, nói chung là cuộc sống có nguyên tắc thì nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi thứ ạ. Nhưng mà nãy có cái chuyện nó rất là nhạy cảm nữa, là cái câu chuyện tình cảm của anh á, vâng, đổ vỡ do cái người phụ nữ hình như là không chịu xuống nước, vâng, như căng quá. Vâng. Vậy nếu như bây giờ hai người mà có một cuộc cãi vã nó căng thẳng lắm, vâng, em thấy không thể nào được thì em có chịu xuống nước không? Có chịu nhường nhịn không? Em nghĩ là cơm sôi rút lửa thì sẽ là tốt hơn. Đấy. Vâng, thế nhưng mà có điều là nếu như mà anh lúc nào anh cũng luôn luôn cho là anh đúng thì cũng không phải là một cách tốt, bởi vì là đôi khi là mình phải biết lắng nghe thì và mình phải biết nhìn lại vấn đề để
khai mở ra những điều tốt hơn ấy. Đúng rồi, vâng. Chính xác vậy, không phải là lúc nào cũng đúng hết. Nhưng mà lâu lâu được lần thôi chứ không phải được hoài, đúng không? Lâu lâu anh có thể thể hiện tính một chút tính của anh cũng không sao ạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích là... thực ra là em không thích là một người mà người đàn ông mà quá kỹ tính hoặc là quá yêu cầu người phụ nữ của mình là phải thế này phải thế kia. Mà nói chung là em thích một người tâm lý. Rồi, vâng. Anh hỏi xem nha. Bây giờ em nghe trai nghe đó. Yeah, ok. Thì em thấy sao? Được không? Em thấy các cái điều kiện bạn nữ đưa ra thì em nghĩ là em có thể phù hợp được. Phù hợp. Bởi vì gần đây thì em 2-3 năm gần đây em thay đổi tính rất là nhiều. Em chấp nhận lắng nghe, chấp nhận xem đối phương biết và muốn gì. Và có thể là điều chỉnh để cho mình phù hợp hơn. Rồi, yeah. Rồi. Ok. Bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân đi. Rồi chúng ta gặp mặt nha. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi cùng với cả anh nhà bác em ạ. Anh của em hả? Dạ. Rồi, dạ, chào anh ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường ạ. Và chào cả quý vị khán giả. Em là anh của Xuân. Anh thấy bạn bên đây thế nào, có hợp với lại em của anh không? Thì em nhìn qua cái phong thái như cái bề ngoài của bạn thì em thấy được. Và chui lắm cũng nói như bạn tuổi 83 không? Yeah. Con heo không? Yeah. Thì mình có người em cũng tuổi 83 đấy, nhưng cũng có những cái mà nói như bạn cũng tả là vấn đề, ví dụ là được luôn chị dạng như là bạn rất thoải mái trong vấn đề, trong cái cách dạng như là nói như bạn bảo bố mẹ bạn có thể cho bạn ăn ngủ hay là gì đó, mình thấy là cũng kiểu như đứa em trai của mình. Dạ. Tên là Tuấn thì anh thấy là được lắm em ạ. Được lắm em ạ. À, rồi cảm ơn anh. Em trai đi với ai? Em đi với bố em. Dạ. Bố từ Hà Nội vào luôn à? Dạ vâng. Dạ, xin chào bác. Bác anh Cát Tường, chị Quỳnh Linh với Cát Tường. Dạ. À, đến hôm nay thì bác cho vài lời phát biểu về bạn gái bên này, bác thấy như thế nào ạ? Em chào bác. Không, chào bác. Hôm nay rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu nó gặp nhau. Dạ. Tôi thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt mà để các cháu kết nối với nhau, giao lưu rồi tâm tư triển vọng với nhau. Dạ. Để sớm đạt được cái nguyện mục đích và các cháu là mong muốn. Dạ. Thì xin gia đình cũng mong muốn như thế. Nãy bây giờ bác thấy cô bên kia nói chuyện, bác thấy ưng không? Thấy được không? Thì vấn đề nghề nghiệp thì hai cháu thì tương đối phù hợp với nhau. Dạ. Thứ hai là cách nói chuyện của gái cháu bên gái thì rất dễ gần gũi, mong muốn được thương. Giống mong muốn được các cháu hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn bác. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn sẽ có một không gian riêng để nói chuyện với nhau ha, để hiểu nhau về nhiều hơn. Yeah. Kéo màn. Rồi, mời bạn. Không gian này là của các bạn đấy. Em chào anh. Thông cảm anh ấy. Thông cảm chứ. Tay bị đau. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em đến tận nơi ạ. Em có món quà nhỏ tặng anh. Ừ, hy vọng là cuốn sách này nó sẽ giúp ích cho anh nhiều thứ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn em. Cuốn sách gì đấy? Lối sống tối giản của người Nhật. Cái này là mỗi cái, anh nhớ là mỗi cái mình quăng đi là mỗi cái thêm thời gian sống và thêm không gian sống. Đúng không anh? Dạ vâng. Vậy là đã có đọc rồi đúng không? Rất là cảm ơn em, có quyển sách rất là hay. Rồi, bây giờ mình thấy sách là thấy mê rồi đấy. Em cũng hay đọc sách lắm. Thỉnh thoảng em hay tìm những cuốn mới ấy, xong rồi tải về Kindle và tranh thủ trong lúc đi đường để đọc. Vâng. Rồi, chúng ta bạn hãy tâm sự với nhau đi bạn. Anh hỏi trước nhé. Vâng. Em làm ở BIDV khu nào Bắc Ninh ạ? Dạ vâng ạ. Không, anh hỏi là ở khu nào của Bắc Ninh ấy? Em làm thành phố luôn ạ. Thành phố. Vâng. Thế em ở nhà là có mấy anh chị em? Nhà em có 3 chị em là lớn, còn 2 em trai nữa. Ồ, thế tốt quá. Vâng.
Em có hay về ông bà nội ngoại có gần nhà đấy không, hay có đi hay về thăm các cụ không? Ông bà nội em hay ông bà ngoại thì cũng ở Bắc Ninh luôn ạ. Vâng. Từ bên em chạy anh gần, anh chạy em gần phết. Anh hay đi Bắc Ninh. Thế ạ. Dự kiến em hiện giờ BIDV thì em làm về cái gì? Em làm phòng khách hàng ạ. Phòng khách hàng. Vâng. Teller. Không, teller là giao dịch viên, còn em ở trên phòng khách hàng là phòng kinh doanh. Vâng. Chắc là sau này xin chuyển chỗ cho cổ về Hà Nội làm là dễ chứ gì đúng không? À cái đấy thì em nghĩ là dễ. Em cần hỏi gì anh không? Thế là anh hiện nay anh đang sống ở khu vực nào ạ? Anh sống ở quận Ba Đình ấy. Thế là anh quê gốc ở Hà Nội luôn ạ? Không, anh quê gốc ở Thanh Hóa. Anh ở Hà Nội mới được có 18-19 năm gì đó. 18-19 năm ạ? Thế là trước kia anh ở Thanh Hóa, sau anh ra Hà Nội học đại học, sau anh làm việc ở đấy luôn ạ? Đúng rồi. Vâng, thế là anh sống cùng bố mẹ luôn ạ? Không, bố mẹ anh ở nhà khác, anh ở nhà khác. Thế ạ, vâng. Em thế một ngày thời gian rỗi, cái ngày làm việc thì là anh đi làm rồi, còn ngày nghỉ thì anh làm những gì từ sáng đến tối, anh kể cho em nghe được không? Ngày trước ấy thì anh cuối tuần thì anh lên xe anh chạy đi du lịch đi mình ấy. Ví dụ như lên khu gần chùa nào đấy mình tự cắm trại ở đó. Vâng. Xong đấy thì buổi tối về nghe sư thầy và nói chuyện với các sư thầy, anh chơi khá nhiều sư thầy. Ví dụ hiện giờ anh đang chơi với một số sư thầy như ở chùa khu chùa Linh Quang này, rồi chùa tự nhiên anh quên tên gì, sông Thao đi vào ấy. Vâng. Anh quên tên rồi. Rồi nếu không đi chùa thì anh đi du lịch. Dạ. Thì cứ tiện xe mình lên xe đồ để sẵn cốp xong mình chạy thôi. Thế là cuối tuần nào anh cũng đi chùa hoặc đi du lịch? Ngày xưa thì thế, nhưng đợt này thì anh gần một năm nay anh đổi. Vâng. Thì coi như là đến cuối tuần thì anh lại chạy về nhà bố mẹ. Thì cứ ở đấy các cụ có việc gì mình giúp, hoặc là về thăm hỏi bố mẹ. Thì hiện giờ vợ con cũng có mỗi mình thôi, thì về chăm sóc bố mẹ thay cho người còn lại. Vâng. Nếu mà hẹn hò thì chúng ta sẽ hẹn hò thế nào các bạn? Em nghĩ chắc là em chạy sang Bắc Ninh cho dễ. Còn cuối tuần nếu mà em rảnh thì mà có dịp thì mời em chạy lên Hà Nội. Tùy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Nhìn chung thời gian cuối tuần thì anh nghĩ là mình bố trí được. Vâng. Còn trong tuần thì anh cũng chưa rõ lắm. Bởi vì anh nghĩ là cái thời gian mình đều hành chính hết. Vâng. Thì đến ngân hàng của tụi em khi về hơn 6 giờ, gần 7 giờ tối về. Bọn em cũng tùy công việc ạ. Vâng. Rồi các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em thấy bạn gái xinh xắn dễ thương, nhỏ nhẹ. Em không biết là bạn thông cảm được tới đâu cho cái hoàn cảnh của mình. Và nhìn chung là đối với mỗi người khi mà nhìn nhau thì mình nghĩ rằng là, anh nghĩ rằng là làm sao để xuất phát ra được cái tư duy, cái mong muốn sống và hy sinh vô điều kiện với cùng với người kia thì cái đấy thì mình nghĩ sẽ dễ hoàn thành. Sống hy sinh nhưng mà phải có điều kiện anh. Sống hy sinh vô điều kiện sẽ được. Chị ơi, nếu mà có điều kiện thì cũng được, mà không có điều kiện thì cũng được, cả hai được. Dạ. Rồi nãy bạn nữ hát, hát rồi giờ bạn nam. Đúng rồi, hát bài đi. Rồi chúng ta quyết định. Nào. Okay. Đến với chương trình thì em cũng xin phép hát một bài tặng bạn gái và tất cả các quý vị khán giả. Một bài có tên là Sao Anh Và Sao Em. Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức, đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm ngôi sao nào riêng em. Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời tìm kiếm, đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói sẽ thấy em giữa muôn vì sao. Từng hạt sương long lanh ướt run bờ môi, anh đã thấy mắt em long lanh như vì sao sáng. Sao anh và sao em mãi luôn gần nhau, dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau. Rồi bão tố cũng qua đi và mây kia cũng tan đi, tình yêu đôi ta giống như sao khuya.
Sao anh và sao em. Mấy sao gái? Anh hát rất là hay. Với lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Em thì em thấy anh có giọng nói rất là hay, nhưng mà em nhìn mặt anh em thấy hơi khó tính. Hơi khó tính đúng không? Hôm mà đầu em... chắc là do hôm đầu, hôm thứ hai qua, nếu mà qua những buổi đêm sẽ thấy anh sẽ hòa đồng hơn nhiều. Hồi nãy anh có nói là nếu như gặp gỡ đầu tiên thì chưa có thoát khỏi cái gọi là cái vẻ khó tính của mình đúng không? Thứ hai, thứ ba, giống như là... tự vệ đó. Dạ, dạ. Gặp mình còn giống như tỏ ra tự vệ chút xíu, lần thứ hai là xóa luôn đúng không? Xưa sinh viên anh dạy cũng hay nói là anh nhìn có vẻ khó nhưng mà sau chơi dễ. Dạ, hôm nay anh đau tay nào? Dạ, em bị bên xương đòn bên này. Đây phải không? Dạ. Bên này vẫn hoạt động được đúng dạ, không? Dạ. Dạ, mời hai bạn đứng lên. Mình nắm tay nhau để xem đau lắm hả? Dạ, nếu mà tay em rơi là xương nó rời. Cái tay bên này đau nha, thì mình rờ tay bên đây thôi. Hai bạn nắm tay nhau để xem có cái luồng điện nào, có cái cảm xúc nào truyền cho nhau chưa, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Nhìn nhau đi, nhìn nhau để mình cảm nhận rồi chúng ta quyết nói định. Nói đi, bây giờ nếu như chúng ta lấy nhau thì tương lai mình sẽ như thế nào? Dự định đi, thử dự định nói với nhau đi. Em thì có thể có đề xuất rằng là ở Hà Nội, mình có thể ở Hà Nội thì dễ hơn. Và tương lai thì nhìn chung em có sợ làm dâu không? Anh là con độc đinh cả bên nội bên ngoại luôn á. Thực ra là em không sợ điều gì cả ấy. Em với cái buổi ngày hôm nay thì em nghĩ là cũng là một cái buổi ban đầu cũng rất là vui vì có cơ hội được gặp bác đây, với gặp mọi người và gặp anh ấy. Thế nhưng mà em nghĩ là nó sẽ là một câu chuyện về sau nữa, thì để câu chuyện tương lai nó để dân số quyết định. Còn hôm nay cùng chúng ta thì cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm ạ. Ok. Vâng. Welcome. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hai bạn ngồi ghế. Vài giây phút trò chuyện cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nha. Rồi. Rồi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau. Chúng tôi để cho các bạn có điều kiện nói chuyện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm tay nhau, hát cho nhau nghe. Tất cả những cảm nhận đó bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để xem trái tim mình có rung động hay không ha. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm bằng mọi giá, mà hãy xem con tim mình nó mách bảo như thế nào. Bởi vì mỗi lần bấm nút, chúng tôi luôn nhắc đó là một lần trao duyên cho nhau nha. Mình có rung động mình mới bấm, không rung động không bấm. Hãy để tay nút bấm các bạn. Đây, cái tay trái nó không tới. Yeah. Thấy tay chưa? Tay phải cũng bấm. Thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Ok. Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Thông cảm, ảnh tay đau á nên ảnh bấm lẹ lắm, để về nó mỏi, bấm luôn khỏi đếm. Hình như bạn gái có một vài suy nghĩ trăn trở đúng không? Em bấm hơi chậm. Em chắc là em là con gái cho nên là mọi thứ nó thường đến chậm chậm thì nó chắc chắc hơn ạ. Chậm thì chắc hơn ha. Thôi bây giờ mình nắm tay thật này. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đã có duyên để đến với chương trình, có duyên nói chuyện với nhau, có duyên hiểu nhau trong những giây phút đầu tiên rồi. Anh nghĩ rằng là thời gian sau cái duyên đó nó sẽ càng ngày phát triển nếu chúng ta gọi là thực sự của nhau. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh chị và cái ekip chương trình. Đến chương trình thì em cũng có món quà gửi cho hai MC, có gửi cho bên ban biên tập cầm. Và hy vọng là chị Cát Tường và anh Linh sẽ thích món quà và nghiên cứu món quà. Đặc biệt là anh Linh, em thấy ở trên phòng khách của anh trên cùng bên phải có ảnh Đức Phật rất là đẹp. Và hy vọng là anh sẽ nghiên cứu cái em gửi các anh chị. Cảm ơn em rất nhiều. Hãy coi hình rất là kỹ chương trình của mình ha. Biết nhà luôn, có gốc đó luôn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Nếu các bạn có vào thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hãy ghé đây xem phim để có những giây phút gọi là lãng mạn bên nhau. Cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn anh ạ. Còn cầm nhiều lắm em. Không, cái này chắc... mình có thể không cầm đúng không? Anh cầm giùm cho. Rồi, Linh cầm giùm nha. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic
Anh Linh cầm giùm cho rồi, anh đây. Xíu nha. Anh sẽ cầm xuống giùm cho. Em cầm kia anh. Đây. Gửi tặng hai bạn. Máy nước nóng hiệu Senton. Với tổng trị giá giải thưởng là với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Rồi. Rồi chúng ta nắm tay đi xuống đi các bạn. Hoa của em đây. Em. Đây chị cầm vào đây cho. Ui. Gửi nha. Của anh đó. Rồi, xin mời. Chúc hai bạn sớm có tin vui báo cho chúng tôi nha. Rồi. Rồi cảm ơn hai bạn. Đấy, nắm tay đi vậy nha, cầm cầm thôi nha. Đây, cuốn sách của em. Đây, đưa cho bạn gái cầm cho. Ừ, nào. Đúng rồi. Dù tay đâu, không cầm được quà, nhưng tay bạn gái là vẫn phải cầm. Rất dễ thương. Chừng nào có tin vui báo cho tôi ra Bắc Ninh với Hà Nội nha. Rồi. À, đây là chúng ta phải nói là cái duyên đó. Cặp này là cái duyên thật sự. Chờ cũng một năm rồi, đó. Rồi, trắc trở trong việc gặp mặt. Và cuối cùng anh ấy vẫn gặp cô ấy. Rất trân trọng vì hôm nay tay đau mà vẫn đi. Ví dụ đau vậy là thôi mình quản phải không anh? Nhưng mà vẫn đi. Quý vị thấy đó, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò càng ngày là càng được quý vị khán giả rất là yêu quý và đặc biệt rất tin tưởng để gửi cái duyên mình để nhờ ông Mai bà mối tìm kiếm. Như vậy thì mình thấy rằng đến với Bạn Muốn Hẹn Hò chúng ta phải hết sức là nghiêm túc và trân trọng những cái giây phút ở trên sân khấu này.